Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 11. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Cho Anh Một Cơ Hội của tác giả Miên Lam. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những tiếng cãi vã quát tháo trong căn nhà lụp xụp xé tan màn đêm thanh vắng. Hai người đàn ông và một người phụ nữ đối mặt, ba mặt một lời để nói với nhau câu chuyện muôn thuở nhân gian phỉ nhổ, nhưng không thể nào giải quyết. Ngoại tình. Tiếng người đàn ông rít lên, điểm xuyết tiếng khóc và kêu gào của người phụ nữ. Mày, tao hỏi mày, tại sao có chồng có con, mày còn dám vác mặt mèo mả gà đồng với thằng này hả? Mày trông có giống con đĩ không hả Khánh? Vợ người ta bầu bí mà mày còn chen chân vào được. Con Khanh là con ai? Con ai? Mày có nói không? Mạnh, nó là con anh. Mày nói dối. Thật sự nó là con anh Mạnh. Một tiếng bốp vang lên, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ nhanh chóng hẳn lên dấu tay đỏ rực. Người tình của Khánh lao vào xô ngã Mạnh, ôm cô trong lòng. Thằng chó không được động vào cô ấy. Khánh chưa bao giờ yêu mày. Tao ngủ với vợ mày đấy. Mày là thằng bất lực. Khánh chỉ lấy mày vì tiền thôi. Thằng Thắng, mày được lắm. Mày thách tao hả? Tao cho chúng mày sống với nhau cả đời. Cho chúng mày xuống âm ti địa ngục cùng nhau luôn. Mạnh chạy ra khỏi nhà, lấy chai xăng đã thủ từ trước, hất vào cặp đôi đang ôm nhau kia. Rồi một que diêm bay vào nhanh như chớp. Hắn liều xiều bước ra ngoài cười khoái trá. Sau lưng ngọn lửa bùng lên. Tiếng gào thét điên loạn văng vẳng trong đêm vắng. Mỹ, vợ Thắng vừa soạn sạp hàng hoa quả ở chợ, ôm bụng bầu 8 tháng đi về. Chưa đến ngõ thì thấy mọi người súng đông súng đỏ, khói bốc lên nghi ngút. Cô vội ôm bụng chen vào, thấy cả ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, cô hét lên. Thằng Việt, con tôi đâu rồi, con ơi, Việt ơi. Cô lao vào đám lửa cháy, lửa rất lớn, khói bốc mù mịt mà không tìm thấy con trai. Trong góc tường, đôi nam nữ kia bị lửa bao trùm ôm nhau đang gào thét điên loạn. Họ hét vì lửa cháy bén, vì thương nhau, bảo vệ nhau. Còn Mỹ gào thét tìm con trai mình. Con trai ở đâu? Con ở đâu rồi? Cô hò sặc sụa, hơi nóng táp vào mặt, táp vào bụng đến nỗi. Cô thấy bụng mình như chứa nước đang dần sôi lên. Cô hốt hoảng tìm cách thoát ra ngoài, nhưng không thể. Cửa ra vào đã bị lửa lớn bao trùm. Nước mắt cô chảy xuống. Hai tay cố che chắn cho đứa con trong bụng, nhưng không được nữa. Nóng, rất nóng. Đứa nhỏ quẫy đạp mạnh, rồi khi nóng tràn vào mũi đặc quánh, oxy dần dần bị rút ra, cô không thở được, ngã xuống đống lửa. Tay vẫn ôm khư khư bụng tròn muốn bảo vệ con mình. Ngày hôm sau, nhất loạt các tờ báo lớn đăng tải dòng tin nóng, khiến nhiều người xót xa và đổ lệ. Tình địch tẩm xăng đốt cả gia đình người tình và vợ vì ghen tuông. Biết tin vợ cặp bồ, Đỗ Văn Mạnh đã tưới xăng đốt vợ và người tình, khiến cả hai chết thảm. Vợ của tình địch đang mang thai bỏng nặng, thai nhi chết ngạt. Trong bệnh viện, một cậu bé chỉ khoảng 4 tuổi ngồi bên giường bệnh của mẹ, mắt đỏ hoe sợ sệt nhìn toàn thân mẹ bị băng trắng toát. Tối hôm qua, bố đưa tiền cho cậu ta nói ra đầu ngõ mua kẹo rồi đi chơi, để bố còn tiếp khách. Lúc chạy về, nhà cửa bùng cháy. Xe cứu thương và xe chữa cháy nối đuôi nhau đi ra. Cậu thấy người ta báo, bố mẹ được đưa vào viện chân trần chạy theo gào khóc. Rồi người ta thông báo bố chết cháy, mẹ bỏng nặng. Cậu ngơ ngác không hiểu chết nghĩa là gì. Chỉ khi nhìn thấy mẹ vẫn còn mở mắt được, nắm lấy tay cậu mới hồ hởi ngừng khóc. Những ngày sau đó, mẹ vẫn nằm viện, nhưng có một cặp vợ chồng trẻ đưa cậu về ở tạm. Họ nói sau khi mẹ xuất viện, dựng nhà dựng cửa sẽ đưa cậu về với mẹ. Cậu bé 4 tuổi không hiểu hết nỗi đau, thích thú khi được ở trong một ngôi nhà lớn, có cánh cổng màu trắng. Trong nhà đó có một em bé xinh xắn mặc váy hồng nằm trong nôi.
Mắt con bé to tròn đen láy, đôi má hồng hào như búp bê đặt trong tủ kính ngoài hàng. Chỉ cần cậu sờ đôi má đỏ hây hây thì em bé đều tự động nhoẻn miệng cười. Mọi người gọi em bé là mèo con. Một tháng sau mẹ Mỹ xuất viện, hai mẹ con lại về căn nhà cũ tối tăm và chật hẹp. Nhưng mẹ Mỹ không còn như trước, mẹ Mỹ không còn hay cười. Mẹ Mỹ hay khóc, mẹ cũng hay quát tháo, mắng mỏ, thậm chí còn hay phát tiết và hay đánh cậu. Hai mẹ con sống dựa vào nhau nhờ xay nước trái cây và sạp hàng hoa quả trước nhà. 6 tuổi, mẹ Mỹ cho Việt đến trường. Niềm an ủi nhất đối với hai mẹ con là Việt rất ngoan. Mẹ Mỹ chưa từng nghe ai phàn nàn con trai một câu. Làng trên xóm dưới đều khen đẻ được đứa con mát ruột. Nhưng cũng từ khi biết đọc biết viết, Việt mới nhận thức được những lời bàn tán xì xầm xung quanh mình. Bố nó chết cháy, bố nó bị tình địch giết cả đôi, mẹ nó lao vào lửa tìm con rồi cũng bị mất con luôn đấy. Việt cũng nhận thức được cả đời này sẽ bảo vệ mẹ, báo hiếu mẹ khi cậu chỉ mới 8 tuổi. Một hôm đi học về, vừa đặt cặp sách xuống bàn thì mẹ Mỹ kéo vào buồng nó nhỏ. Việt nhớ lời mẹ dặn, làm theo lời mẹ nghe không? Làm theo cái gì vậy mẹ? Lát nữa mẹ chở con đến một cái nhà kho. Mẹ dẫn một đứa trẻ vào. Nó thấp hơn con hai cái đầu 5 tuổi thôi. Con ngồi canh không được cho nó ra khỏi nhà kho, hiểu chưa? Nhưng canh làm gì hả mẹ? Nó là đứa trẻ xấu xa, mẹ phải cho nó một bài học. Biết vậy thôi không được hé răng nói với ai. Làm sai lời về mẹ đánh chết. Việt gật đầu, ngồi sau xe đạp để mẹ chở đi. Đến một cái nhà tối om trong khu phố bỏ hoang thì mẹ dừng lại, dúi đèn pin vào tay cậu. Vào trong đó ngồi, chỉ 5 phút thôi, mẹ đưa nó đến. Việt làm theo lời mẹ, ngồi bệt xuống đất, bật đèn pin lên. Tiện cầm hòn đá, gạch gạch làm bài toán chiều nay cô giáo giao về nhà. Rất nhanh, cậu nghe sột soạt rồi tiếng mẹ loáng thoáng ngoài kia. Cậu đứng lên nhìn, thấy đi sau mẹ là một cô bé, lúc lắc hai bím tóc váy hồng xinh xắn. Cháu ở đây với anh, bác đi tìm ba mẹ cho, nghe không? Cô bé gật đầu đứng đó, bà Mỹ lấy nhanh xe, nhanh chóng đạp đi. Bà phải đi tẩu tán dấu vết, rồi đi đón con trai, sau đó đánh nó một trận, rồi tống ra cánh đồng hoang ngoài kia. Cô bé nhìn những con số ngoạch ngoạc. Anh viết gì vậy? Chữ. Anh viết chữ gì? Mày lớn rồi biết. Sao anh gọi em là mày? Ba mẹ em không cho em gọi mày tao đâu. Ba mẹ em nói như vậy là hư đấy. Ừ. Cô bé mở cái túi chéo nho nhỏ đeo bên hông, lấy ra hai phong sô-cô-la. Cho anh kẹo này, ngon lắm. Ba mẹ đi công tác về cho em đó. Việt chẳng định nói chuyện với con bé lắm lời kia đâu. Nhưng nghe nói đến kẹo nuốt cái ực. Cái kẹo lần đầu tiên mới thấy, vỏ cũng đẹp nữa, long lanh lóng lánh. Cậu liếm một vòng quanh môi không nỡ ăn cứ nhìn nó. Cô bé tròn mắt nhìn. Anh không ăn, nó chảy nước bây giờ. Chảy nước là vứt đi không ăn được. Mẹ em nói ăn vậy đau bao tử. Cậu trố mắt ngạc nhiên. Ăn kẹo chảy nước đau bao tử sao? Cậu có cái kẹo để mấy tháng mới dám ăn có sao đâu. Rồi nghĩ thế nào cậu bóc vỏ cắn một tí. Chào ôi, nó ngọt và thơm đến không thể từ chối. Cậu cho cả vào miệng, nhấm nháp cái vị ngọt. Cô bé lại mở túi, lấy ra mấy cái kẹo hình thù sặc sỡ khác. Cho anh nữa này. Sao mày thảo dữ vậy? Nhà em nhiều lắm, em ăn chán rồi. Bấy giờ cậu mới nhìn con nhỏ, nó mặc cái váy hồng nhiều tầng, bím tóc đong đưa đong đưa. Cậu đã nhìn thấy mấy đứa con nhà giàu ăn mặc y hệt con nhỏ. Nhà nó nhiều kẹo nữa chắc cũng giàu như mấy đứa đó. Cậu chỉ xuống viên gạch. Mày ngồi đi cho đỡ mỏi chân, coi tao viết chữ. Cô bé ngồi xuống, nhìn mấy cái chữ lạ lùng thích thú. Anh hai ở nhà cũng vẽ chữ như vậy. Nhưng anh hai suốt ngày bị ăn đòn vì chỉ vẽ được vài chữ lại ngủ gật. Anh biết vẽ tên không? Có, tao học lớp 3 rồi. Tao còn biết làm tính, viết chữ nhằm nhò gì. Anh viết tên em cho em coi đi. Em mới học lớp 1, chưa biết viết. Em biết tô màu, biết dán bông hoa nữa. Mấy cái đó dễ ẻc, ai không làm được. Mày tên gì? Em là Vũ Trà Khanh. Anh tên gì? Tao tên Việt. Việt nắn nót viết xong cái tên trên nền đất. Trà Khanh nhìn mấy con chữ thích quá, nhoẻn miệng cười. Bàn tay nhỏ cầm cục đá đổ theo các nét. Tô chán rồi ngồi bệt xuống mếu máo.
Anh ơi, em đói bụng. Ăn kẹo đi. Mẹ em nói không được ăn kẹo lúc đói sẽ sâu răng. Ba em sao lâu đến vậy anh? Giờ Việt mới nhớ ra lời mẹ dặn. Mẹ phải cho nó một bài học. Nhìn sang con nhỏ thấy mắt nó đã lim dim. Có lẽ buồn ngủ rồi. Nếu ba mẹ nó không tìm thấy, chắc nó khóc tủm hum. Mà cậu thấy con bé này là người tốt, cho mình bao nhiêu là kẹo rồi. Giờ để mẹ đánh đòn nó thì tội nghiệp lắm. Mày có nhớ nhà chỗ nào không? Em không nhớ. Ba mẹ em có ghi ở trong này nè. Đi nhanh, tao chỉ cho mày cách về. Việt nắm tay cô bé chạy ra khỏi ngôi nhà hoang. Nhanh không thì mẹ về sẽ không kịp nữa. Hai đứa trẻ chạy ra đường lớn. Thấy chú xe ôm đứng ở góc tối, Việt đưa cho chú cuốn sổ ghi địa chỉ. Chú chở con nhỏ đến địa chỉ này nha. Có tiền không đòi đi. Chú chở đến đó, ba mẹ nó trả tiền. Nó đi lạc không có tiền, nhà nó giàu lắm. Ông xe ôm nhìn con nhỏ là biết con nhà giàu. Ông ngoắc lên xe, Trà Khanh leo lên xe vẫy vẫy bàn tay nhỏ. Anh Việt, anh nhớ qua nhà em chơi nha. Em sẽ nói ba mẹ chở đến. Bye bye anh nha. Việt đứng nhìn con nhỏ xa dần rồi mất hút vào dòng người trong thành phố. Cậu lẩm nhẩm địa chỉ nhà Trà Khanh. Không biết chỗ nào nhưng chắc chắn sẽ đến chơi với nó. Cậu cầm mấy cây kẹo mút trong tay vừa đi vừa bóc một cái cho vào miệng đi về nhà. Trong lúc đó, bà Mỹ đã thay một bộ đồ khác. Bà Mỹ thấy bóng con trai, chạy ra điên loạn cầm cây roi vụt vào mông. Thằng Danh này không nghe lời mẹ, tao đã bảo canh nó cho kỹ. Cho mày học chữ mà ngu hả? Nói không nghe lời, tao đánh chết mày thì thôi. Từng cây roi chạm vào da như xé thịt, Việt không kêu ca một lời, đứng úp mặt vào tường. Răng cắn chặt vào nhau chịu đựng. Bà Mỹ đánh một hồi cơn điên dịu xuống, thả roi đi vào buồng nằm. Vãng đi mấy tháng sau, cậu lại gặp cô bé với hai bím tóc khi đang phụ mẹ bán trên đường. Trà Khanh bước xuống từ một chiếc xe hơi bóng loáng. Mẹ Ngọc chưa kịp ngăn đã chạy ảo đến xe nước trái cây. Cho con một bịch trùng ruột, một bịch tắc, một bịch xoài. Việt lúi húi lấy bịch nước tắc trong thùng đá không để ý. Nhưng Trà Khanh đã nhận ra anh trai từ lúc đi ngang qua. Anh Việt, em nè. Trà Khanh anh nhớ không? Anh viết tên em đó. Anh còn gọi bác xe ôm đưa em về. Mẹ, mẹ ơi, anh trai con kể với mẹ đó. Ánh mắt bà Ngọc và bà Mỹ xẹt qua nhau không mấy thiện cảm. Việt lén nhìn sang mẹ, thấy mặt bà lạnh đi không dám nói chuyện, chỉ nhìn cô bé ậm ừ. Trà Khanh lý lắc lục túi xách lấy một bịch kẹo ấn vào tay cậu. Cho anh đó, hôm nào qua nhà em chơi nhen, nhà em có nhiều kẹo lắm. Việt nhanh nhẹn cầm túi kẹo cho vào cặp sách để tránh ánh mắt mẹ Mỹ. Nhưng Trà Khanh vừa đi khỏi, bà Mỹ đã sang sảng. Quẳng hết mấy cái thứ xanh đỏ đó vô thùng rác. Tao cấm mày chơi với con nhỏ đấy. Tao mà thấy bén mảng đến gần nó, về nhà tự động nằm úp mặt xuống sàn. Vậy là hứa đến nhà chơi của một đứa trẻ chẳng thể nào thực hiện được nữa. Không chỉ vì nhận thức còn non nớt, mà còn vì những trận đòn roi của mẹ. Cậu sợ chơi với con bé kia, mẹ sẽ đánh đòn. Việt lên cấp 2, vẫn học trường nhỏ trong khu. Đều đặn đi học 2 buổi, chiều về canh hàng cho mẹ, để bà đẩy hàng ra bán ở chợ gần nhà. Cuộc sống bình an cũng được coi là thoải mái. Đến tuổi 15-16, cậu bắt đầu hiểu được thế nào là nỗi đau của mẹ. Hiểu được vì sao có những đêm thấy mẹ ngồi thẫn thờ ngoài hiên rồi mẹ khóc. Mẹ chẳng nói đâu, nhưng những câu chuyện và những lời đàm tiếu của hàng xóm cho cậu biết bi kịch năm ấy như thế nào. Để rồi mỗi lần nhìn thấy mẹ như vậy, cậu tự nhủ mình phải học thật giỏi. Sau này thành danh sẽ cho mẹ một cuộc sống đầy đủ hơn. Năm nào Việt cũng được học sinh giỏi. Năm nào cũng được miễn học phí, hoàn cảnh học sinh nghèo vượt khó. Đến năm lớp 9 có học bổng về trường cho những học sinh vào trường cấp 3 quốc tế BIS. Cô giáo gọi Việt lên, ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên, mặc bộ com lê phẳng phiu sạch sẽ. Cô giáo giới thiệu chú ấy là bên tài trợ học bổng cho trường và thông báo cậu đủ điều kiện vào học trường quốc tế. Việt cũng không chú ý tới lời cô giáo lắm, bởi đang bận dán mắt vào những tấm áp phích chụp ngôi trường sặc sỡ khang trang. Học ở đây chắc là thích lắm. Cậu hồ hởi hào hứng, xong hồi lâu ánh mắt lại cụp xuống buồn bã. Con không vào đâu, chỗ đó xa nhà con. Có 3 cây số nhiêu đâu mà xa con.
Cô giáo nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Ông Phúc nhìn cậu nam sinh mặc bộ quần áo đã cũ, giọng trầm xuống. Không xa lắm đâu nhóc, có xe đưa đón. Con có thể sáng đi chiều về hoặc ở lại ký túc xá trong trường. Cậu nhìn vào ánh mắt của chú ấy, thấy rất tin tưởng nhưng vẫn dè dặt hỏi lại. Chú cho con hỏi, học bổng là con phải đóng thêm tiền gì không? Người đàn ông trung niên cười, thằng bé này coi bộ là cây tính toán trong tương lai đây. Học bổng toàn phần cho học sinh giỏi. Với học sinh giỏi vượt khó như con nữa thì học phí và phụ phí được miễn hoàn toàn. Ký túc xá cũng vậy, chỉ cơm trưa tự lo. Trường có cơm, con có thể đăng ký hoặc mang cơm đi học. Chú, ở đó có môn vẽ không chú? Có hết chứ cậu nhóc. Tiếng Anh, vẽ, nhảy, khoa học máy tính và các môn năng khiếu sẽ được tập trung phát triển. Ánh mắt Việt sáng rực lên, nghĩ đến mình có thể cầm cọ vẽ những hình khối trụ là đã háo hức lắm rồi, nhưng cậu phải về xin phép mẹ. Bà Mỹ nghe con trai kể không mất một đồng tiền nào, mà tương lai lại rực rỡ, ngay lập tức đồng ý. Còn phát triển được thì mẹ mát mặt, mà bà tin tưởng vào đứa con này, nó chưa từng khiến bà phải thất vọng bao giờ. Bà tất tưởi ra đầu ngõ xin bốc tiền hụi sớm. May cho thằng nhỏ hai bộ quần áo mới, thêm cái cặp sách ở chợ cóc trong hẻm, một đôi dép. Phải sắm sửa cho nó bằng bạn bằng bè. Sau này nó thành danh còn nhớ đến mẹ. Kỳ 2 của năm lớp 9, Việt bắt đầu chuyển đến ngôi trường của con nhà giàu. Nhưng cũng từ đó cuộc đời của cậu bước sang một dấu mốc mới. Thay đổi hoàn toàn, có khát vọng, có tình yêu, nhưng cũng là đau đớn. Thiếu niên cầm cuốn sách giày cộp đi đến thư viện. Qua phòng nhạc không nghe thấy tiếng giao hưởng du dương như ngày thường, dừng bước chân. Qua cánh cửa khép kín, nhìn vào trong, cô gái nhỏ vứt giày ba lê trên sàn, hì hục lôi cây CPU ra ngoài. Cậu cười thầm, con gái mà cũng biết sửa máy tính sao? Thấy cô bé cứ loay hoay mãi bật đi bật lại nút nguồn, cậu bỏ giày đi vào. Không biết sửa thì tôi sửa cho, cậu tránh ra tôi xem nào. Trà Khanh quay ra, gương mặt này quen quen mà không nhớ gặp ở đâu. Việt chỉ cần hai thao tác thì máy đã chạy được ngon lành. Cậu phủi phủi lớp bụi ở tay. Xong rồi đấy, nó bị lỏng chân cắm USB thôi, cậu thử xem được chưa? Trà Khanh cắm USB rồi cho chạy nhạc. Mắt cô sáng rực quay sang nhìn nam sinh cười tươi. Cảm ơn anh nhé, anh học lớp nào? Em tên Vũ Trà Khanh, em học lớp 9D1. Ừ, cậu tập đi. Trà Khanh ú ớ chưa kịp hỏi tên thì đàn anh khóa trên đã đi ra cửa. Người gì mà kêu vậy? Trà Khanh hậm hực đi giày múa, bắt chéo chân, rồi đưa cánh tay mảnh khảnh lên cao, cằm hếch kêu xa, bắt đầu chìm vào điệu nhạc của Hồ Thiên Nga. Ánh mắt Việt bị thu hút bởi những bước chân lướt nhẹ tựa lông hồng trên sàn gỗ bóng. Hai bên má của cô bé, dòng mồ hôi chảy xuống cằm trơn nhẵn nhỏ nhỏ xinh xinh. Cậu lẩm nhẩm cái tên Trà Khanh trong đầu, môi nâng lên một độ cung rất nhỏ. Cô bé lớn lên còn xinh xắn hơn trước. Cậu khẽ cười, miệng bỗng cảm thấy rất ngọt, như hương vị của thanh sô-cô-la năm ấy. Nhưng ánh mắt cậu tối lại, cái tên này mẹ rất ghét. Đến lúc có một nhóm học sinh đi đến thì Việt mới định thần lại, cầm sách đi thẳng xuống sân trường, ngồi xuống ghế đá. Trong đầu vẫn còn vương vấn điệu múa nhẹ nhàng của cô bé kia. Trà Khanh ôm cặp sách ra khỏi phòng học. Giờ mới là 6 giờ chiều. Ba mẹ 7 giờ mới qua đón. Chẳng biết làm gì chạy xuống sân trường ngắm hoa. Khuôn viên trường quốc tế rất rộng, có thảm thực vật vô cùng đặc sắc. Trà Khanh đi xuyên qua vườn thực vật nhỏ đến hồ cá coi ngắm cá một chút. Bỗng đầu có tiếng huỳnh huỵch rên rỉ xa xa. Trà Khanh sẽ đám hoa leo đi lại gần thì thấy một nam sinh nửa khuôn mặt bị đạp dưới đất, nửa còn lại bị dẫm mũi giày lên trên. Cô hốt hoảng, có chuyện đánh nhau trong trường như thế này sao? Các anh làm gì đấy hả? Thả người ra, tôi mách thể giám thị. Ba bốn nam sinh vẫn không dừng lại. Một nam sinh cao giáo có gương mặt tuấn tú nhìn Trà Khanh. Hoa khôi khối 9 đi đâu ra đây? Em vào lớp đi, không phải chuyện của em. Nhìn cảnh trước mắt, Trà Khanh đoán ra ngay là ăn hiếp người quá đáng. Cô đưa điện thoại lên. Không thả ra, tôi gọi thật đó. Cô bé à, thầy giáo cũng vậy thôi. Bố mẹ anh gọi một cuộc điện thoại là xong à, vào lớp đi. Các anh không phải là người sao? Sao lại đánh người ta thế hả? Bọn anh thanh lọc những thành phần nghèo hèn, nó không xứng trong môi trường chúng ta. Trà Khanh không nói gì,
Nhìn bảng tên Đỗ Tín Huy, cô bực bội bặm môi bấm điện thoại. Alo, thầy Robert à? Em Trà Khanh. Những nam sinh kia vội dừng lại. Điện thoại bên tay Trà Khanh bị cướp đi rồi tắt cái rụp. Đàn anh lúc nãy đưa cho cô ngồi ngoắc tay lũ bạn. Đi thôi, thằng này hôm nay may mắn, mày nhớ lấy. Việt nhìn lên trong cơn choáng váng vì những trận đòn. Thấy một nữ sinh mặc váy trắng dễ thương, da trắng như trăng non mềm mịn. Trà Khanh vội cất cặp trên đám cỏ chạy lại đỡ đàn anh dậy. Lau bao chửi. Anh có đau không? Thương anh quá. Hôm sau em mà thấy một lần nữa, em mét cô giáo, bực mình thật. Không có tình yêu thương đồng loại gì hết. Việt gỡ tay cô bé ra, phủi lá cây dính trên người. Cảm ơn. Sao tụi nó lại đánh anh vậy? Anh không biết đánh lại à? Hôm sau nó đánh gọi em. Em gọi anh trai em đấm cho mấy phát. Việt bật cười, đúng là tiểu thư nhà giàu. Cái gì cũng dễ dàng giải quyết. Trà Khanh cứ chăm chăm nhìn vào bên má ửng đỏ. Vì bị đánh của Việt, tự dưng thấy rất thương. Cô bé nhanh nhẹn rút khăn giấy ra chấm chấm lên má Việt. Lũ người đó thật là. Em nói thiệt đó. Từ nay ai bắt nạt anh cứ gọi em. Em sẽ bảo vệ anh. Đời này em ghét nhất ăn hiếp kẻ yếu. Việt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh chưa bằng cái nắm tay của mình. Miệng nhỏ, mắt nhỏ xinh xắn. Đúng là sinh ra để múa ba lê. Nét nào cũng nhỏ. Cậu gạt tay Trà Khanh xuống. Tự tôi làm được. Hôm trước anh chưa trả lời em đó, anh tên gì? Nguyễn Phong Việt, lớp 11T1. À, lớp chuyên khoa học máy tính cùng anh trai em. Bảo sao anh sửa máy tính giỏi ghê. Tên tiếng Anh của anh là gì? Không có. Trà Khanh cong môi suy nghĩ. Lần đầu tiên thấy có học sinh không có tên tiếng Anh. Trong lớp, cô giáo đâu có gọi tên tiếng Việt. Trà Khanh mắt sáng như sao rồi a một tiếng. Anh lấy tên Brian đi. Vừa cool vừa ngầu. Em là Selena đó, ý nghĩa không? Là thần mặt trăng đó. Việt lắc đầu không biết. Quả thật cậu không biết tiếng Anh. Vào trường này phải vật lộn với môn học này, nhưng không thể khá lên được. Mỗi tiết học tiếng Anh cậu lại thu mình trong vỏ ốc, nhìn bạn bè hùng biện như gió. Trà Khanh khoái chí với cái tên mới đặt cho Việt. Đang đưa chân trên ghế đá, kể chuyện trên trời dưới đất. Về cuộc sống của cô bé, gia đình cô bé. Giờ anh trai học cùng trường là đại ca không ai dám động tới. Việt yên lặng lắng nghe cô bé lý lắc thao thao bất tuyệt. Chờ đến khi có điện thoại, Trà Khanh mới vội vàng chạy ra cổng. Việt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Trà Khanh khuất dần sau cổng trường, rồi xách cặp lên đi về nhà. Căn nhà nhỏ một tầng trệt cuối ngõ le lói trong ánh điện vàng. Mẹ Việt đang tranh thủ chạy ra chạy vào. Vừa nấu ăn, vừa canh gian hàng hoa quả. Bà Mỹ nhìn sang thấy con trai đầu bù tóc rối, mặt mày sức sát thở dài. Lại đánh nhau nữa rồi sao con? Tuần ba bận vậy rồi chịu nổi sao? Mẹ, con không sao đâu. Giết rồi tụi nó cũng chán thôi. Một đám chứ một thằng thì con đã đánh trả lại được. Bà Mỹ thở dài. Vào trường quốc tế mà chi để rồi bạn bè không đứa nào coi ra cái gì. Việt vào nhà tắm rửa thay quần áo bẩn. Rồi cầm tập vở ra ngồi sau sạp hàng hoa quả. Mắt vẫn chăm chú vào cuốn tập. Chúng nó có làm gì đi nữa thì cậu vẫn phải chăm chỉ học hành. Tương lai không phải là ở chúng nó, mà ở những học bổng mà cậu đã thấy ở bảng tin của trường. So với trường công thì có phần buồn tẻ khó hòa nhập hơn. Nhưng cậu đã giành được học bổng toàn phần vào ngôi trường đó, thì chẳng bằng cố gắng để có một tương lai tốt. Việt bỗng nhớ đến chuyện cô nhóc lúc chiều. Cảm thấy vui vui trong lòng. Một thế giới hoàn toàn khác lạ mở ra trước mặt cậu. Từ những câu chuyện dí dỏm của cô bé ấy, nó hoàn toàn khác với thế giới khó khăn thiếu thốn của cậu. Tự nhiên Việt lại mơ ước sau này mình có thể bước vào một thế giới vui tươi như thế. Chiếc bút trong tay cậu lại lưu loát trên dòng kẻ. Những bài toán khó nhằn khơi thông trong vòng vài nốt nhạc, cuốn trôi cả những vết đau nhức từ những cú đánh đập lúc chiều. Trong bữa cơm chiều, Trà Khanh líu lo kể lại chuyện cô bé ngăn được đàn anh trong trường khi dễ một anh khóa trên hiền lành. Mẹ Ngọc nhìn ánh mắt vui tươi của con gái tán thưởng. Con bé còn biết bênh vực những người yếu kém. Quả là không báo công dạy dỗ. Bộ môn múa ba lê có vẻ cũng đã khiến con bé biết chịu đựng và chia sẻ hơn nhiều. Hôm nay con được làm Wonder Girl mẹ ơi. Ồ, thật thú vị nha.
Kể mẹ nghe được không? Con giải cứu ai vậy? Đàn anh trên con ba lớp, học cùng anh hai nhà mình đã ba mẹ, tên là Nguyễn Phong Việt. Ông Phúc giật mình suýt làm rơi đũa. Ông nhìn sang vợ lo lắng. Bà Ngọc khéo léo hỏi con. Con giúp cậu ấy thế nào? Kể mẹ nghe chi tiết nha, mẹ cũng hóng. Trà Khanh hào hứng thuật lại từ đầu đến cuối. Mình ngồi đối diện bĩu môi. Tưởng ai? Cái thằng mọt sách nhờ mặt dẹp trong lớp con. Có ai thèm chơi cùng đâu. Mình học đâu cái thói khinh thường người khác vậy hả? Họp phụ huynh lần nào, mẹ cũng thấy cô giáo khen thằng bé. Cho mẹ được một lần mát mặt như bạn học đó đi. Nó giỏi toán lý chứ làm sao giỏi môn Anh bằng con được mẹ. Tiếng Anh nó rốt nhất trường đấy. Nói một bài giới thiệu bản thân không xong. Mày chơi với đám thằng Tú công tử Bạc Liêu phá ra chi tử cho lắm vào. Học giỏi một môn được cái gì, ngày mai ở nhà không được đi đâu hết. Mình lườm em gái. Ba mẹ lúc nào cũng cưng chiều con nhỏ hơn mình là sao? Đến người nó thích cũng bênh chằm chạp nữa. Trà Khanh le lưỡi trêu người, hào hứng với tin tức vừa nhận được. Cô lùa nhanh cơm vào miệng, rồi chạy tót vào phòng kiếm mấy cuốn sách tiếng Anh cơ bản cho vào cặp. Chiều hôm sau, Trà Khanh lò dò đến khối 11, đứng thậm thà thậm thụt chờ việc tan học. Thấy cậu ra nắm tay kéo đi. Anh, xuống vườn trường em nói chuyện. Mặt Việt đỏ lên, có đứa con gái dám nắm tay cậu giữa bản sân thiên hạ thế này. Có việc gì? Anh ngu tiếng Anh phải không? Em dạy anh nha. Ai nói tôi ngu? Anh hai em. Ngu thì nói có gì đâu phải chối. Em ngu toán nè. Anh dạy toán cho em, còn em dạy anh tiếng Anh, đôi bạn cùng tiến nha. Cậu nghĩ tôi đồng ý à? Anh muốn lấy học bổng mà, anh sẽ không từ chối. Việt ậm ừ không từ chối mà cũng không đồng tình. Kể từ đó cuối buổi chiều tan học là Trà Khanh lại đợi cho bằng được anh trai khóa trên ở vườn trường để hỏi han bài vở và dạy anh học tiếng Anh. Từ đó Trà Khanh cũng trở thành kim bài của Việt, không ai dám động đến cậu nữa. Việt đi đâu cô đi đó. Buổi trưa Việt mang cơm đi, cô cũng mang theo một hộp cơm. Hai đứa vào phòng ôn tập ăn cơm vui vẻ. Anh Việt, em thích ăn cơm của anh, đổi nhé. Không, ăn của cậu đi. Em không thích. Em thích ăn của anh. Trà Khanh nhanh nhẹn giành lấy hộp cơm chỉ có vài miếng thịt và rất nhiều rau của Việt. Ăn ngon lành. Việt nhìn xuống hộp cơm màu sắc đủ loại thức ăn của cô, dâng lên một cảm xúc lạ. Cô bé đã học lớp 10, theo anh từ lớp 8, vẫn nguyên vẹn một tình cảm như vậy, dù anh không đáp lại. Nhà anh chỗ nào, hôm nào em qua nhé. Không. Sao vậy? Nhà tôi xa. Mặc kệ, em có địa chỉ rồi. Hôm nào sinh nhật anh, em sẽ qua rủ anh đi ăn kem. Việt không nói gì, con nói cũng không ngăn được cô bé bướng bỉnh này. Hôm sau, Trà Khanh tìm đến nhà Việt thật. Bà Mỹ đang soạn hàng hoa quả thì nghe tiếng nói trong veo. Cháu chào bác, đây có phải nhà anh Việt không ạ? Bà Mỹ ngẩng đầu lên, thấy con bé ăn mặc xinh xắn, xinh như thiên thần, mà lại hỏi con trai mình, mày nhíu lại. Gương mặt này bà đã gặp ở đâu đó mà nhớ không ra. Đúng là học sinh trường quốc tế có khác, rất xinh đẹp và sạch sẽ. Bà gọi với vào trong. Việt, có bạn đến chơi. Việt trong nhà chột dạ chạy ra, thấy Trà Khanh mặt cậu biến sắc. Nhìn sang mẹ không thấy bà có biểu hiện gì, vội kéo cô vào trong nhà. Vào đi, sao tới đột ngột vậy? Nay sinh nhật anh mà, tặng anh nè. Trà Khanh đưa hộp quà lấp lánh cho Việt, hai má đã đỏ bừng. Ánh mắt Việt sáng hơn một chút, anh mở hộp quà, là một cây viết khắc lồng hai chữ KV. Cậu giấu hộp quà vào trong cặp sách, rồi kéo Trà Khanh đi ra ngoài. Bà Mỹ nhìn hai đứa trẻ đi ra khỏi ngõ, không hiểu vì sao lại kéo nhau đi nhanh như vậy. Bà có cảm giác rất lạ, bồn chồn không yên. Bà Mỹ bỏ dở sạp hàng rồi vào lục cặp sách con trai. Thấy hộp quà lấp lánh mở ra, một tấm thiệp và một cây bút. Coi bộ con bé này thích con trai mình rồi. Bà soi ngắm nghía cây bút một chút, rồi cầm tấm thiệp đọc, nhưng nó viết cái tiếng quỷ quái gì đó. Bà không hiểu được. Đến cái tên cuối cùng bà giật mình làm rơi hộp bút. Vũ Trà Khanh, cái tên này. Cái tên này bà không thể nào quên nổi. Thằng con trai bà nó điên rồi. Từ năm 8 tuổi bà đã cấm. Ngày nào tháng nào bà cũng nhắc đến cái tên cả lò nhà nó. Tại sao nó dám sai lời mẹ? Con bé kia, cùng một loại với mẹ nó, là cái loại chuyên làm đĩ. Nó chính xác hơn là con đĩ non.
Mắt bà Mỹ đỏ rực, tay chân đổ mồ hôi run lẩy bẩy. Rồi trước mắt bà cảnh tượng năm đó ào ào xuất hiện. Bụng bà thấy nóng dữ dội, như có nước đun sôi trong đó. Bà gào lên hất đổ cốc chén trên bàn xuống đất. Việt đưa Trà Khanh đến công viên gần nhà. Trà Khanh rất vui. Cô bé lôi trong ba lô bánh kẹo bày đầy ra ghế đá. Còn có một cây nến nhỏ. Cô nhanh nhẹn quẹt diêm thắp sáng. Em không có tiền mua bánh kem. Cái này lấy trong tủ lạnh nhà em đấy. Sau này em có tiền rồi, em sẽ mua bánh sinh nhật cho anh. Anh thổi nến rồi ước đi. 17 năm qua, Việt không biết đến tổ chức sinh nhật là gì. Nó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi. Nhưng hôm nay sinh nhật còn có cả bánh kẹo, xúc xích, bánh vòng. Dù thiếu bánh kem mấy tầng cao như trên vô tuyến, nhưng cậu vẫn rất thích. Từ ngày bước vào ngôi trường của nhà giàu, cậu không có ai làm bạn. Không có ai đến gần vì họ coi cậu không cùng đẳng cấp. Trà Khanh lại khác. Cô bé theo cậu mọi lúc mọi nơi. Dù bạn bè chế nhạo, đã có lúc cậu rất ghét vì bị theo đuổi. Nhưng gần đây đi bên cạnh cô bé này lại thấy vui, rất vui. Đặc biệt ở khoảnh khắc này, cậu mỉm cười nhắm mắt lại ước. Trà Khanh nhìn Việt phát mê. Ai cũng nói Việt không xứng với mình. Nhưng Trà Khanh vẫn rất rất thích. Cô bất ngờ quay sang thơm một cái vào má Việt rồi thả ra. Việt giật mình mở mắt, gương mặt nam sinh đỏ dần rồi bừng lên. Trà Khanh cũng vậy, trái tim đập rộn rã, cảm giác như có pháo bông nhẹ nhẹ nở bung trong tim mình. Cô bé thẹn thùng hỏi. Anh Việt ước gì vậy, có thể cho em biết không? Anh ước sẽ đỗ đại học, rồi đỗ được học bổng toàn phần, lúc đó anh sẽ có nhiều tiền hơn. Nhiều tiền để làm gì? Việt không trả lời cô bé. Anh nhìn bông hoa trà trong công viên, tự nhiên thấy loài hoa bình dị này rất đẹp. Cậu tiện tay hái một nhành. Tặng Trà Khanh, cảm ơn em món quà chiều nay. Trà Khanh thích thú cầm cành hoa màu trắng đưa lên mũi hít hà. Hương thơm bình dị và còn đẹp hơn cả mấy loài hoa hồng cổ trong vườn nhà. Việt vừa về nhà thấy một đống tan hoang. Hộp quà của Trà Khanh bị giẫm nát. Bút còn nhưng nắp không còn. Cậu cúi xuống nhặt lên cẩn thận lau sạch cất vào cặp. Bà Mỹ đi ra thấy con trai răng lập cập vào nhau tức giận. Mày vào đây, tao cấm. Tao cấm từ nay không được quen con nhỏ đó. Nhỏ đó với con là bạn thôi mẹ. Con yếu môn tiếng Anh. Nhỏ phụ kèm con thôi mà. Trời ơi là trời. Bố nó giết bố mày. Bố nó là thằng Mạnh. Mày có hiểu không hả? Việt im lặng. Sự kiện anh không bao giờ muốn mẹ nhắc đến. Mỗi lần nhắc, mẹ lại một lần nước mắt. Mẹ, chúng con chỉ là bạn bè. Nhà Trà Khanh giàu lắm, con làm sao xứng được? Mày không xứng hả? Nó mới là đứa không xứng, còn đĩ non, là con đĩ non. Việt vo tròn nắm tay, dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi vào bàn học. Tiếng chửi bới của bà Mỹ vẫn dội thẳng vào tai đến đau đầu. Cậu thở dài, đẩy hình ảnh tươi cười của Trà Khanh ra khỏi đầu. Chiếc hôn của Trà Khanh vẫn còn ấm trên má. Cái nắm tay của cô bé còn mềm mại đâu đây. Trà Khanh lớp 10. Hôm nay là ngày hội trường. Cô xem đi xem lại mình trong gương, cho đến khi thật hoàn hảo mới dám bước lên sân khấu. Cô rất hồi hộp và háo hức, thậm chí còn không dám nhìn xuống dưới. Trà Khanh ngồi vào bàn piano, bắt đầu lướt tay trên phím bản nhạc Love Story. Cô mặc bộ váy dài xòe bồng màu trắng, tóc đen thả dài ngang vai. Dưới sân khấu bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ từ các nam sinh đổ dồn vào cô bé. Trà Khanh run lập cập đánh hết bài rồi cầm mic. Cô muốn nhắn gửi lời yêu đến người đó, nhưng lướt mắt xuống sân khấu không thấy người đâu. Sắc mặt cô buồn rầu thấy rõ. Việt nói hôm nay có về trường mà sao không thấy. Trà Khanh xuống sân khấu đảo mắt tìm cũng không thấy người. Cô thất vọng trốn vào một góc ngồi yên, mặc bạn bè vui vẻ đằng kia. Một nam sinh ôm bó hồng nhung đi đến. Trà Khanh chúc mừng em, bài múa hay lắm, em đàn cũng hay nữa. Trà Khanh không nhận hoa cũng không trả lời. Đàn anh này là người chuyên bắt nạt Việt. Cô ghét cái loại coi khinh người khác như thế. Trà Khanh, thứ bảy tuần tới sinh nhật anh đến nhé. Không, em bận học. Bận gì chứ? Bận theo thằng Việt chứ gì. Nó có lo được cho em cả đời không? Bây giờ đang phải trai mặt bán hàng ngoài kia kìa. Trà Khanh nghe thấy vội chạy ra khỏi phòng tiệc, bắt taxi đến cửa hàng điện máy anh làm.
Cô nhìn qua cửa kính thấy anh đang tất bật bán hàng. Cô không dám nhìn vào, đứng chờ anh ngoài cửa. Mãi đến 9 giờ Việt mới xong, bước ra khỏi cửa hàng mưa nặng hạt. Thấy cô bé đứng nép vào mái hiên chờ mình. Đi đâu qua đây? Trà Khanh mừng rỡ ngẩng đầu lên nhưng lại ỉu xìu. Hôm nay hội trường sao anh không đến? Anh không xin nghỉ được. Anh không muốn xem em biểu diễn sao? Hôm sau anh vào web trường coi lại. Trà Khanh tủi thân, nước mắt đã vòng quanh. Cô thấy mặt mình nóng bừng, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu gào lên. Anh có biết ai cũng có đôi có cặp không? Em đàn bài hát đó để tặng anh mà anh không có mặt. Anh quá đáng vừa thôi. Em thích anh đấy. Cả trường ai cũng biết em thích anh. Mà tại sao anh lại cứ tỏ ra không biết? Việt nhìn gương mặt ửng đỏ của cô bé. Trái tim đập mạnh trước lời tỏ tình dễ thương. Năm qua đi, ngày tháng lại Trà Khanh vẫn vậy. Tròn trịa ngây thơ thánh thiện. Cô bé hoàn toàn không như lời mẹ nói. Trong suy nghĩ của rất nhiều nam sinh học cấp 3 vào thời điểm đó, Trà Khanh là ánh trăng sáng chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới. Cô ấy sở hữu ngoại hình xinh đẹp, tươi sáng, tính cách dịu dàng, lại còn có học thức, hiểu lễ nghĩa, con nhà giàu có lại ra giáo. Những nam sinh theo đuổi cô, nếu xếp thành hàng thì cũng phải hết vòng sân thể dục. Vậy mà cô ấy chỉ chú ý đến anh, ra sức mà theo đuổi dù anh chẳng hề nhìn tới. Em muốn uống rượu phải không? Một ly. Trời, say để tỏ tình mà. Không được đâu Trà Khanh, anh... Việt chưa kịp dứt lời thì thấy môi mình bị chặn lại, cả người bị một lực kéo xuống. Hương thơm nhẹ nhàng lẩn quất trong cánh mũi. Anh đờ người, đứng im không nhúc nhích. Trà Khanh lại khác. Cô bé to gan ôm cứng lấy Việt, môi ép lên, vòng tay nhỏ cố ôm chặt. Cô đã tính toán việc này từ lâu lắm rồi, nay mới có dịp hành động. Nụ hôn đầu tiên của hai người, một người đứng im, một người chủ động hết mức. Xong một cái hôn, Trà Khanh thấy vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn không thả Việt ra. Nghe trái tim anh đập mạnh lại càng thích. Cô đọc tiểu thuyết thấy nói nếu một người đứng gần bạn tim đập mạnh là có tình cảm. Vậy là Việt cũng thích cô rồi, chẳng qua là anh mọt sách không chịu thừa nhận thôi. Được một cô gái tỏ tình, lại là người mình để tâm, làm sao lại không xúc động. Việt không nỡ buông tay, nhưng cũng không dám ôm, đứng yên không dám động đậy. Bàn tay cuối cùng cũng đưa lên vuốt sải tóc mềm. Anh rất thích cảm giác choáng ngợp này, rất thích. Trà Khanh thì thầm. Việt, em thích anh lâu lắm rồi, từ hồi lớp 8, bây giờ vẫn thích. Mà không phải thích, là yêu hay sao ấy. Cái gì thuộc về anh cũng thích, muốn được gặp anh, lúc nào cũng muốn. Trà Khanh, anh phải tập trung làm thêm và kiếm học bổng. Anh không muốn phí thời gian yêu đương. Em cũng phải tập trung học đi, rồi thi rớt đại học thì sao? Em theo ngành múa, đâu cần thi đại học. Rồi em có múa được cả đời không? Lúc già vẫn múa hay sao? Bố mẹ, có nuôi em được cả đời không? Trà Khanh cắn môi suy nghĩ, cô hào hứng. Yêu có liên quan đến việc học đâu. Anh dạy em để em thi đại học nhé. Việt cố nén tiếng thở dài. Nếu thi đỗ, em muốn gì anh cũng sẽ thực hiện. Trà Khanh ngả đầu vào vai Việt hạnh phúc. Muốn anh nói với mọi người anh yêu em. Việt thất thần đẩy đầu cô bé xa xa. Em chỉ còn một năm nữa để thi đại học. Đừng nghĩ nhiều đến chuyện khác. Em biết rồi, có anh là thầy giáo lo gì. Nếu không đỗ bắt đền anh. Anh không thể bên em cả ngày được. Anh sắp thi rồi bận lắm. Anh còn đi làm thêm nữa. Em sẽ cố gắng học mà, anh đừng lo. Nhưng mỗi tuần gặp hai lần nhé. Không, mỗi tháng một lần. Trà Khanh nhăn mặt, có đôi nào yêu nhau mà mỗi tháng gặp một lần không? Cô nhìn Việt nghi ngờ. Không phải là anh lên đại học anh có ai khác rồi chứ? Anh không được thích ai khác, chỉ được thích mình em. Nếu không em sẽ nói với cả trường anh bắt cá hai tay. Anh làm gì có ai đâu, anh bận đi làm thật. Vậy thì tuần hai lần ở công viên chỗ cũ. Nhưng em phải học hành tử tế, phải hoàn thành bài tập anh giao. Nếu không làm hết bài tập, sẽ không gặp nhau nữa. Mắt Trà Khanh sáng rực. Anh nhớ đó, làm bài tập xong là gặp nhau. Em gọi anh không nghe máy, là em sẽ đến nhà tìm anh. Việt sợ hết hồn ngắt lời cô. Được rồi, đừng đến nhà gọi, anh sẽ nghe. Mẹ anh không thích anh yêu sớm. Mẹ cũng không thích em đến nhà đâu.
Từ đó Trà Khanh dốc sức học bài, cố gắng hoàn thành bài tập anh giao thật nhanh. Việt cũng bất ngờ chỉ qua một học kỳ, nhưng cô bé đã tiến bộ rõ rệt. Trà Khanh ôm cuốn tập vui vẻ đứng ở góc công viên chờ đợi. Đã cả tuần không gặp anh nói anh bận đi làm thêm không có thời gian. Ánh mắt cô lấp lánh vui tươi khi nhìn thấy người con trai cao to đi về phía mình. Cô đưa bàn tay nhỏ ra vẫy. Em đây này anh Việt, đây cơ mà. Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn thấy cô bé khóe miệng cong lên rồi hạ xuống. Bàn tay nắm chặt quai ba lô chậm rãi đi đến. Chờ anh lâu chưa? Cũng không lâu lắm, mới 20 phút thôi. Em đã giải đề hết rồi, anh đi làm có mệt không? Ừ, không mệt. Trà Khanh chun mũi đưa tay lau mồ hôi trên trán Việt. Đi dậy cực nhọc thế này thương anh quá. Em làm bánh cho anh này, bánh Doraemon, anh ăn đi. Trà Khanh lúi húi lấy một hộp bánh ra, cầm lên tấm tắc khen rồi đưa lên tận miệng Việt. Em biết làm bánh sao? Trà Khanh cười hì hì. Mẹ làm nhưng em phụ mẹ, em là chân chở bánh và lật bánh. Việt ăn cái bánh Trà Khanh đưa, cái bánh ngon nhất trên đời. Anh nhìn Trà Khanh mồ hôi nhễ nhại vì vừa múa xong đã chạy bộ đến công viên. Anh muốn đưa tay lên lau, muốn nói với cô bé mình cũng rất thích. Nhưng có một tảng đá vô hình đang đè nặng trong lồng ngực, không cho phép anh thể hiện tình cảm với cô bé. Anh nhìn Trà Khanh cứ co rồi duỗi chân trên ghế. Lại đau chân đúng không? Em đau mũi chân. Việt ngồi xuống cởi đôi giày ba lê hồng ra, thấy ngón chân cái của Trà Khanh đã nổi bọng nước, xung quanh đầy những vết chai sần. Múa ba lê rất cực nhọc, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lên những vết thương của Trà Khanh trầm giọng xuống. Cả người chỗ nào cũng xinh mà chỗ này xấu quá. Trà Khanh lo lắng. Múa ba lê là vậy đó, em đi giày vào để không nhìn thấy nhé. Không, anh đâu có chê, thương nhất chỗ này. Việt xoa bóp nhẹ nhàng, bàn tay anh rất ấm, chỉ cần anh chạm vào, Trà Khanh đã thấy đỡ đau hơn, chứ không cần đến xoa bóp. Mỗi ngày sau buổi tập, Việt lại massage chân cho cô như thế này. Anh chẳng hề nói yêu, nhưng chỉ cần nhìn hành động của anh là cô biết Việt rất thương mình. Bây giờ nghe được những lời quan tâm của anh, cô lại càng xúc động hơn, mũi đã ửng đỏ. Anh, em sẽ đỗ đại học, nhất định sẽ đỗ. Em đăng ký nguyện vọng một trường kiến trúc, khoa mỹ thuật công nghiệp. Việt nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Trà Khanh, cảm thấy rất nặng lòng. Trà Khanh, anh phải làm sao đây? Ngốc, em rất ngốc, thích loài hoa anh tặng, ước mơ vào trường anh mơ ước. Trà Khanh này, em có biết mình thích gì không? Em không hợp kiến trúc. Cứ anh thích gì là em thích cái đó à? Có sao đâu, em sung sướng từ nhỏ không biết mình khát vọng gì. Đến khi gặp anh mới biết phấn đấu, mới biết mình có vài khả năng khác ngoài múa. Vậy cũng là tốt mà. Nếu thi đại học không đỗ cũng không sao, em đừng bỏ múa nhé. Anh thích lúc em ở trên sân khấu, là em chứ không phải ai khác. Trà Khanh cười rất tươi. Ở bên cạnh Việt cô thực sự là Trà Khanh. Cô thích thế nào sẽ là thế đó, chẳng cần phải e ngại giữ gìn phong cách của một tiểu thư. Cũng chẳng có ai chịu được đôi chân xấu xí của một người tập ba lê, thậm chí cả mùi của nó. Vậy mà hôm nào sau buổi tập, anh cũng chịu khó massage cho cô thế này. Đỡ hơn không? Nếu em thấy đau thì nói anh nghe. Không đâu, dễ chịu lắm, em rất thích. Bà Mỹ tình cờ đi qua công viên, thoáng thấy con trai mình dừng lại đứng ngoài song chắn nhìn vào. Bà tức điên khi thấy con nhỏ kia. Thằng con trai hư đốn lại không nhớ lời mẹ. Bà đi phăm phăm vào. Việt, làm cái gì ở đây? Việt vội thả chân Trà Khanh ra đứng dậy. Anh chắn trước người Trà Khanh. Mẹ, con... Trà Khanh đi giày vào rồi đứng cạnh anh nhìn bà Mỹ cười lấy lòng một cái. Cháu chào bác ạ, cháu là Trà Khanh. Bà Mỹ nhếch môi cười khẩy. Nhà cô ai trong thành phố này không biết mà phải giới thiệu. Việt vội vàng nhìn Trà Khanh ra hiệu. Em về đi nhé, anh có việc phải đi với mẹ. Mẹ, chúng ta về đi. Vậy cháu chào bác và anh, cháu xin phép ạ. Trà Khanh nhớ Việt có nói, mẹ anh không muốn anh yêu sớm. Nhìn ánh mắt trao đổi với mình và ánh mắt của bác gái, cô cũng vội xách ba lô ra khỏi công viên. Việt nhìn cho tới khi Trà Khanh khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang bà Mỹ. Mẹ đi qua đây sao? Chứ tao rình mò mày à? Mẹ, ý con không phải vậy.
Mày lo cho nó. Mày lo mẹ mày giết nó à? Mẹ. Mẹ với cha cái gì? Hóa ra lừa dối tao yêu đương. Mày định rước voi về giày mã tổ hả? Ta phải làm sao để mày sáng cái não mày ra đây hả? Mẹ, Trà Khanh là cô gái dễ thương. Cô bé không liên quan đến bố mẹ cô ấy. Mẹ đừng hận cô ấy tội nghiệp. Vậy thì mày đến với nó đi. Bước ra khỏi nhà, cấm cửa mẹ với con. Mày đã đủ lông đủ cánh rồi. Mày học đại học chữ to, tự lo được cho mày rồi. Cút ra khỏi nhà. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Muốn mẹ với con, thì chia tay con bé đó đi. Chia tay ngay. Đừng để tao phải nói đến với nó tất cả mọi chuyện. Mẹ, ngay ngày mai chia tay ngay cho tao. Việt thở dài, chua xót dâng lên tận lồng ngực. Mẹ, mẹ cho con một thời gian, một tháng nữa được không? Con đang cố gắng thi học bổng, con và cô ấy sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa. Bà Mỹ nghe nói đến học bổng mắt sáng lên. Thằng con trai của bà là cục kim cương chứ không phải cục vàng nữa. Chắc chắn con trai bà sẽ làm được. Chưa bao giờ nó quyết cái gì mà không thành công. Thôi thì bà sẽ để nó qua lại với con nhỏ kia một tháng nữa. Bà Mỹ hồ hởi. Nhớ đấy, nếu sau một tháng nữa không chịu bỏ con nhỏ đó, thì đừng trách mẹ vô tình. Hãy nhớ bố nó là nguồn cơn mày phải sống trong cảnh không cha. Nhà cửa trụi sạch không còn gì. Mẹ mày phải chai mặt bán nước ngoài đường, nhớ chưa? Những lời của mẹ đã lâu trở nên bình thường bên tai anh. Anh nhận ra bao nhiêu năm mẹ căn dặn nhưng anh không hề hận được Trà Khanh. Anh đã cố hận cô nhưng không thể, cố để lảng tránh nhưng vẫn không thể đẩy cô bé ra khỏi đầu. Nghĩ đến việc sẽ không được gặp Trà Khanh nữa, có bàn tay cào nát lồng ngực, xót và thương. Bước nặng về nhà, anh đếm từng ngày từng tháng. Trà Khanh thi xong đại học sẽ là thời điểm cô ấy ít tổn thương nhất. Hôm nay là ngày biết điểm thi đại học, không chỉ Trà Khanh mà Việt cũng sốt ruột. Trà Khanh trong năm qua đã tiến bộ thấy rõ. Nhưng đại học là một cánh cửa khó mở đối với học sinh trường quốc tế. Lại liễu yếu đào tơ như cô bé càng ít hy vọng hơn. Cả ngày anh chờ đợi tin của Trà Khanh, chờ đến khi nhận được tin nhắn của cô nhóc, vỡ òa trong hạnh phúc. Cô bé đỗ rồi, thừa 0,5 điểm. Cô bé hẹn anh ở công viên chỗ cũ. Việt không biết làm thế nào, anh bắt đầu phát hiện. Anh làm sao có thể quên, làm sao có thể làm cho trong cuộc đời của mình chưa từng có người con gái gọi là Trà Khanh. Đó là tình yêu say đắm và tốt đẹp nhất của anh vào thời niên thiếu. Cũng là người mà anh dành hết tình cảm để đi yêu một người con gái mình nên hận. Thứ tình cảm này là không thể duy trì, nhưng càng cố kìm nén, nó càng sinh sôi nảy nở nhanh chóng như một hạt mầm lớn dần trong góc tối của trái tim. Giá như anh đã trưởng thành, có tiền đồ và danh vọng trong tay, sẽ có thể bảo vệ Trà Khanh khỏi mối thù năm ấy. Bên kia Trà Khanh rất vui, cô có cảm giác ngày báo điểm thi là ngày hạnh phúc từ khi sinh ra đến giờ. Cô lăn lộn trên giường không ngủ được, ngồi dậy ngắm cây hoa trà nhỏ mới trổ vài bông bên bậu cửa sổ, tự mỉm cười tủm tỉm. Năm tới cô đã là sinh viên, có thể bước cùng anh trên giảng đường. Trà Khanh không thể chờ được nữa, nhắn cho anh một cái tin hẹn ở công viên ghế đá quen thuộc. Việt đứng trong ánh đèn cao áp mờ ảo của công viên, thấy nụ cười rực rỡ của Trà Khanh. Nụ cười rạng rỡ đẹp hơn tất cả những gì trên đời này anh biết. Nhưng nó làm lồng ngực anh nghẹn lại không thể thở được. Bông hoa bình dị kia tưởng chừng anh có thể với nhưng lại là vô tưởng. Việt không dám bước tới cứ chôn chân tại chỗ. Chần chừ mãi mới dám đi về phía cô. Trà Khanh thấy Việt nhào vào lòng anh reo lên. Việt chúc mừng em đi. Em đỗ rồi, em làm được rồi. Việt nhìn đôi mắt long lanh vui mừng của Trà Khanh, miệng cứng đờ không nói nên lời. Trà Khanh hạnh phúc quá không nhận ra sự khác lạ của anh. Cô vòng tay lên cổ anh nhìn ngắm. Vòng tay Việt giữ ở eo nhỏ của Trà Khanh. Cô đấu tranh với trái tim để không ghì cô vào trong ngực. Mãi lâu sau anh mới gỡ tay cô bé xuống. Em ngồi xuống đây anh nói chuyện. Trà Khanh vẫn chưa hết hạnh phúc, ngồi xuống vẫn nắm khư khư tay Việt. Em nghe đây. Trà Khanh, nhà anh và nhà em khác hẳn nhau. Anh nghèo lắm, có lẽ là không hợp với hoàn cảnh của em. Anh xin lỗi, Trà Khanh. Trà Khanh không thể tin vào tai mình. Anh nói gì? Cô biết anh tự ti nhưng chưa từng nghĩ
anh sẽ nói chia tay mình đơn giản như vậy. Anh đùa em phải không? Trà Khanh, anh không đùa, là thật. Anh đã định nói, nhưng đến kỳ thi đại học, giữa chúng ta là tình yêu bọ xít, anh không đủ năng lực để mang lại hạnh phúc cho em. Anh Việt, sinh viên ai cũng nghèo mà, em cũng không có tiền. Rồi sau này em sẽ tốt nghiệp kiếm được tiền, người ta nghèo vẫn yêu nhau được mà anh. Trà Khanh à, anh thật sự không đủ nghị lực để yêu một cô gái nhà giàu như em. Quên anh đi. Trà Khanh, anh xin lỗi. Việt đứng dậy quay đi thật nhanh, mặc Trà Khanh nước mắt chảy dài. Nước mắt của cô ấy là tảng đá nặng ngàn cân tàn nhẫn nện vào trong lòng anh, quật cho đến khi toàn thân anh suy nhược. Nhưng anh không thể ở lại, tình yêu này sẽ không an toàn cho cô ấy. Việt đi ra khỏi công viên, tiếng huyên náo ồn ào trên đường lớn đập vào trước mặt. Trong biển người mênh mông đông nghịt kia, những người đi đường lướt qua người anh phảng phất như những người đến từ thế giới khác. Anh không thấy rõ mặt mũi của những người đó, cũng không hiểu tại sao anh lại đứng ở nơi này. Hai chân anh yếu đuối không còn sức lực, mỗi bước đi đều đang run rẩy. Trà Khanh chính là sức lực của anh, chỉ có cô ấy mới mang lại màu sắc cho cuộc sống này. Trà Khanh, anh sẽ thành tài, nhất định sẽ quay lại tìm em. Nếu em vẫn còn tình cảm với anh sẽ cố tìm kiếm cho mình một cơ hội. Trà Khanh vẫn ngồi đó, đờ đẫn bần thần không tin vào sự thực. Tháng trước anh vẫn còn nắm tay cô, cổ vũ cô thì tốt. Tháng trước cũng chính nơi này họ vẫn còn hôn nhau rất mặn nồng. Cơn mưa đổ xuống, bóng Việt nhạt nhòa theo từng giọt nước mắt của Trà Khanh xa dần. Những ngày sau đó là những ngày tồi tệ nhất của Trà Khanh. Cô sống trong những kỷ niệm, đờ đẫn đến những nơi hai đứa từng đến, đi những nơi hai đứa từng đi. Từng góc ghế đá sân trường, từng gốc phượng đều có hình ảnh của anh. Cô chờ anh quay lại, một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng, anh đều biệt tăm. Cô tìm đến nhà, mẹ anh thông báo. Nó đi du học rồi, bác ấy cười rất tươi. Cô không đủ vững vàng để nhận thức được nụ cười đó cay nghiệt và thỏa mãn đến mức nào. Trà Khanh không thể chịu đựng nỗi buồn không có Việt. Học được một năm trường kiến trúc, cô xin bảo lưu để đi du học trường múa ở London. Những tưởng đến một đất nước xa lạ cô sẽ quên được anh. Nhưng không, tình cảm bao nhiêu năm nói chia tay liền chia tay. Cô không phải người sắt mà có thể dễ chịu thoải mái vượt qua. Cô theo dòng người mua trà sữa nhưng uống vào miệng đều đắng chát. Mua bánh vòng ăn nhưng cầm trong tay lại không có chút thèm thuồng. Cô như du khách thẫn thờ trên phố nhưng lại không giống du khách, chỉ muốn lấy chút ấm áp từ trong đám đông. Cuối cùng cô dừng bước ở trước nghệ sĩ đường phố, nghe bản nhạc Love Story năm ấy. Cứ vậy mỗi chiều thứ bảy, trong vòng một năm liền, Trà Khanh giữ nguyên thói quen đó. Việc đi du học trước Trà Khanh một năm, anh cũng tìm đến đất nước có mùa đông băng giá để tạm cất Trà Khanh vào một góc. Nhưng rồi mùa đông không khiến trái tim anh băng giá, lại càng khiến nó đập mạnh hơn. Cứ mỗi chiều thứ bảy, anh lại đứng ở một góc giáo đường nhìn bóng cô gái bên hồ, lặng lẽ nghe xong bản nhạc, thả vào hộp đàn của nghệ sĩ những đồng xu rồi bước đi, cho đến khi bóng cô khuất hẳn trên phố đông người. Tuyết lạnh thổi vào mắt anh, giống như vô số chiếc kim lạnh buốt đâm vào. Cái loại cảm giác lạnh thấu xương này thật khiến cho trong lòng anh đau đớn kiệt sức, đau đớn tựa muôn vàn chất độc ăn mòn thống khổ không thôi. Một năm sau đó, Việt không xuất hiện ở giáo đường nữa. Anh quyết tâm tập trung học tập và thi vào văn phòng tùy viên pháp lý của FBI ở Anh. Chỉ có thành danh mới có thể kéo được Trà Khanh về bên mình. Cuối cùng anh đã thành công. Từng bước chân của cô ấy anh đều theo dõi. Tất cả hoạt động của Trà Khanh đều nắm trong lòng bàn tay. Duy chỉ có điều, cứ nghĩ mình nắm bắt được cơ hội, nhưng có những cản trở không thể đoán trước. May mắn là vì tình yêu hai người vẫn có thể vượt qua để về bên nhau. Việt cầm cây bút có khắc chữ KV trong tay khẽ cười. Từng dòng ký ức buồn bã cuối cùng cũng kết thúc. Anh nhận ra tất cả cản trở không thể nào thắng nổi lòng chung thủy của một người con gái. Nếu Trà Khanh không nhất nhất một lòng với anh, thì có lẽ bây giờ cô ấy đã ở trong gia đình của một người khác. Trà Khanh cầm cốc sữa vào phòng máy đặt lên bàn.
thấy Việt cầm cái bút kỷ niệm của mình tủm tỉm cười. Em cứ nghĩ anh vứt rồi. Việt kéo vợ ngồi vào lòng mình, cúi đầu nhìn gương mặt xinh như hoa. Thấy trái tim mình đập rộn ràng như lúc nhìn trộm cô bé xinh xắn trong phòng múa ba lê năm ấy. Làm sao mà vứt được? Chưa bao giờ quên bất cứ một cái gì của em. Còn cái này nữa em có muốn xem không? Cái gì cơ? Việt lấy từ trong hộp ra một thẻ tác đã được ép plastic cẩn thận. Thẻ ghi tên và địa chỉ nhà Trà Khanh. Sao anh có địa chỉ nhà cũ em vậy? Tình cờ gặp em lúc 5 tuổi, yêu từ lúc đấy. Đó là lần thứ hai. Lần thứ nhất em còn nằm nôi. Lần gặp ở phòng tập là lần thứ ba nhìn thấy em rồi. Hồi em nằm nôi, lúc đó anh mới bé xíu mà. Ba mẹ kể lại đã đón anh về sau vụ cháy. Em lúc đó mới được ba mẹ đón về, cũng không cười với ai, chỉ với mỗi anh thôi đấy. Mắt Trà Khanh long lanh. Cô biết anh bảo vệ và hy sinh cho mình bao nhiêu năm, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Người đàn ông này là ai nhỉ? Chính là tim, là thịt của cô. Chỉ có vậy mới không thể rời. Cô ôm cổ chồng hôn vào má. Việt, em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Anh cũng vậy, vợ yêu ạ. Nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống môi Trà Khanh, cuốn hút mật ngọt trên môi hồng. Ngoài ô cửa, màn đêm lấp lánh ánh đèn thành phố đưa hương hoa trà phủ kín không gian, quấn quýt giữa hai người. Giữa họ chính là nhân duyên. Nhân duyên có từ ngàn kiếp. Vì vậy trải qua bao chông gai vất vả vẫn quay về bên nhau như cột mốc ban đầu. Huy ngồi trong căn biệt thự lớn nhìn ra hồ bơi. Mặt nước lặng như tờ không gợn sóng mà tâm lại bất an dữ dội. Cuộc hôn nhân với Trà Khanh không thành, chẳng thấy hề hấn gì cả. Chỉ cảm thấy mình có một phần lỗi vì suýt làm nhục cô ấy giữa đêm. Trà Khanh là người anh tán tỉnh từ thời trung học, biết nhau từ khi cô chỉ mới là một cô bé nhỏ. Thắt hai bím tóc lắc lư chạy nhảy trong vườn nhà. Bao nhiêu năm tháng qua, biết cô ấy nhất nhất dành tình cảm cho một người nhưng vẫn theo đuổi. Sao đến giờ trắng tay, lại không một chút nào nuối tiếc. Còn Nguyên, một người chỉ mới gặp vài lần nhưng không thể nào dứt nổi hình ảnh cô ấy trong đầu. Huy không tin vào tình yêu sét đánh, càng không tin mình có thể yêu được một cô gái bình thường nhất trong số những cô gái mình từng gặp. Nhưng sự thật không thể chối cãi là đối diện với Nguyên, lồng ngực anh bị đảo lộn, nó đập nhanh hơn mức bình thường, thậm chí chỉ cần nghĩ đến cái tên là cả người đã nóng bừng bừng, bồn chồn không yên. Anh nhớ đến lần đầu tiên tiếp xúc rất gần với Nguyên, cảm giác mà không thể gặp ở bất kỳ cô gái nào. Tất cả là do cái vòng cổ đó, khiến anh nhầm với Trà Khanh. Tại cái vòng cổ đó hết, tại sao cô ta lại đeo nó chứ? Đột nhiên Huy đứng dậy với lấy chìa khóa xe phi đến nhà Trà Khanh. Trà Khanh đang nằm trong lòng Việt, nghe anh đọc sách thì cửa bật mở. Huy lao vào như gió. Việt bực mình, đang yên đang lành chạy vào pha đám. Cái gì mà bất lịch sự vậy, không gõ cửa hả? Cậu bỏ Trà Khanh ra, tôi nói chuyện chút. Không, chuyện gì nói đi. Trà Khanh nghĩ đến chuyện Huy và Nguyên qua đêm với nhau, rồi Huy làm Nguyên khổ bức xúc cao giọng. Gì với anh Huy, nhỏ Nguyên đâu rồi? Nghe nói anh còn dám ngủ với con nhà người ta mấy lần mà không chịu trách nhiệm. Thì anh đâu có cố ý. Loại người gì vậy? Vô tình ngủ với ai là ngủ à? Việt ấn đầu Trà Khanh vào ngực mình che lại không cho cô ấy nhìn Huy, liếc mắt lạnh lùng hỏi. Cậu có chuyện gì thì nói đi. Trà Khanh đang mệt cứ làm phiền. Khiếp quá, hai người thả nhau ra một tí chết được à? Trà Khanh, hồi nhỏ mẹ anh có tặng em một chiếc vòng phải không? Vòng nào cơ? Vòng ngọc màu xanh. Trà Khanh cố nhớ lại, cô chẳng hề có một ý niệm nào. Cái vòng nào nhỉ? Em đã bao giờ nhận món quà gì của anh đâu. Bác gái tặng em quà hôm đính hôn. Em định sẽ gửi lại anh. Cái vòng ngọc màu xanh nhớ không? Anh tặng em hồi bé xíu. Năm đó ba mẹ anh mời cô chú Phúc về trang trại ở quê chơi. À, cái vòng đó à? Em không nhớ lắm. Hình như em cho một bạn trong khu resort nhà anh. Ngày đó có một bác trai cứu anh đuối nước. Em tặng con bác ấy rồi. Việt tủm tỉm cười nghịch nghịch những ngón tay thon gọn của Trà Khanh. Trung thủy đến phát yêu lên được. Trà Khanh của tôi chỉ nhìn đúng tôi thôi. Cậu có tặng vàng, tặng bạc, tặng kim cương cô ấy cũng không cần. Cô ấy chỉ cần một cành hoa trà thôi, em nhỉ? Trà Khanh cười khúc khích hạnh phúc.
Người đàn ông này chẳng có gì mà sao cô lại yêu đến thế. Nói lời nào thấy ngọt ngào lời đó. Hai người kia như đôi chim cu hạnh phúc chẳng màng đến Huy, đang như người mất hồn khi nhận ra Nguyên chính là con gái của người đã cứu anh. Hồi nhỏ anh đạp xe trong khu resort, thế nào lại cắm mặt lao xuống hồ mà không biết bơi. Mẹ kể, chú cần chồng dì Lý làm vườn gần đó đã cứu anh lên. Vậy là mặt ngọc đó, cái mặt ngọc sau đêm anh uống say không biết gì là của Nguyên sao? Huy vò đầu bứt tai, cảm thấy đau khổ và hối hận vô cùng. Người con gái đã dâng hiến lần đầu tiên cho anh, chắc chắn là cô ấy. Trà Khanh, người em tặng vòng là Nguyên đó. Hả, là Nguyên? Trà Khanh cũng ngạc nhiên đến độ không thể tin nổi. Ông trời cứ như sắp đặt các mối nhân duyên vậy. Trà Khanh, em có biết Nguyên giờ ở đâu không? Cậu ấy về Tây Nguyên rồi, có không giữ mất đừng tìm, cho anh chừa cái thói chơi bời. Huy vội vàng đi ra khỏi phòng, Trà Khanh và Việt nhìn theo cười rũ rượi. Anh ơi, họ có thành đôi được không? Sao lại không, mình khó khăn thế này còn thành được nữa là hai đứa nó. Huy tức tốc lái xe lên Tây Nguyên, sự việc diễn ra năm anh 24 tuổi trôi chậm chậm trong đầu. Đêm hôm đó là sinh nhật Huy, khách khứa mời rất đông, biệt thự trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Anh tiếp một vòng giới doanh nhân, uống hết chừng nửa chai rượu thì thấy đầu óc mình choáng váng. Những buổi tiệc rượu thế này anh hoàn toàn chưa thể quen nổi. Huy đứng dựa vào bàn nhìn đám đông náo nhiệt, muốn thoát khỏi chỗ này nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc cô thư ký cầm lại một ly nước chanh. Sếp uống đi cho dã rượu, em đã bảo để em uống giúp cho rồi. Cảm ơn, cô để đó cho tôi. Phục vụ mấy ông sếp bụng phệ kia cho tốt. Sắp tới sẽ có hợp đồng lớn. Thư ký liếc mắt đưa tình, rồi đặt vào tay anh cốc nước thảnh thơi đến bàn tiệc của các sếp. Huy uống một ngụm nước chanh rồi đi về phòng, yên tâm đã có thư ký thay thế. Xa xa, một cô gái mặc đồ đơn giản đứng nép vào một góc nhỏ. Chỗ này quá xa hoa lộng lẫy, hoàn toàn khác biệt với căn nhà nhỏ. Nhà cô khiến có phần choáng ngợp. Ngôi nhà này là của bác gái bạn học với mẹ cô. Nhà họ sống ở nước ngoài rất ít về đây, chỉ có một anh con trai tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Họ nhờ mẹ cô làm quản gia, bình thường cô rất ít khi đến. Hôm nay mẹ bị trúng gió mà nhà họ lại có việc, vậy là Nguyên phải đi thay. Mẹ nói chỉ cần trông chừng, lúc nào khách khứa về hết thì quan sát nhân viên dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà là được. Đứng chờ mãi đã 11 giờ đêm mà tiệc chưa tàn, mắt Nguyên đã díu lại. Cả ngày hôm nay cô đứng giữa ngã tư đường phát tờ rơi, bây giờ lại phải đứng quan sát các nhân viên thế này. Cô ngồi xuống ghế xoa xoa mũi bàn chân mỏi nhừ, rồi nhìn quanh. Có vẻ tiệc vẫn còn lâu lắm, cô đi về phòng mẹ kiếm một chai dầu bóp. Nguyên lò dò vào căn phòng phía cuối cùng của hành lang, xoay tay nắm cửa bước vào. Tối quá chỉ có bóng đèn ngủ lờ mờ, cô cũng không bật đèn nữa. Thả giày rồi thả phịch người xuống nệm. Lưng chưa kịp chạm xuống giường thì va phải một đống cứng cứng khiến cô giật mình. Hình như có người. Cô bật dậy, qua ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ, có thể thấy đây là con trai của bác Hồng Anh. Anh ta sao lại vào phòng mẹ cô? Không khí phủ mùi rượu nồng nặc. Hẳn là anh ta đã say quá đi nhầm phòng. Nguyên lấy hết sức nắm cánh tay anh ta lôi dậy. Anh Huy, dậy đi. Đây là phòng mẹ tôi, dậy nhanh lên. Nặng quá không thể nào nhấc nổi. Cô cúi xuống kéo thêm một lần nữa, bất ngờ bị một lực mạnh kéo khiến cô đổ xuống đệm giày. Cánh tay phải của cô đau nhói, cảm giác như nó sắp bị rời ra. Trời ơi, anh điên hả, gãy tay tôi. Người đó lật người đè lên người Nguyên khiến cô không thể thở nổi. Rồi một gương mặt sát mặt cô, hơi thở mùi rượu vang phả thẳng vào mặt. Nóng lắm, đứa nào bỏ thuốc vào nước chanh cô phải không? Không phải tôi, anh điên à? Bỏ ra đè chết tôi rồi. Nguyên cố sức đẩy anh ta ra nhưng không thể. Cả người anh ta là một khối nặng như chì. Cô vẫy tay vẫy chân còn khó khăn, cô gào lên. Bỏ tôi ra, không tôi hét lên bây giờ. Chưa kịp hét thì môi bị chặn kín. Cô thấy một bàn tay cởi cúc áo sơ mi của mình. Nguyên vùng lên, càng vùng càng bị giữ chặt. Dục vọng trong cơ thể Huy ngày càng lớn, khiến anh không thể thở nổi. Cái cảm giác ham muốn chưa từng có trước đây khiến anh không tự chủ được, vội vàng xé nát bộ quần áo của cô gái xa lạ. Anh liếc nhìn cô gái từ trên cao xuống. Từ
từ khuôn mặt nhỏ tinh xảo cho đến dáng người trẻ trung. Cổ họng đã khát khô, lửa bùng cháy trong cơ thể, nhưng ánh mắt lại sắc nhọn, mang theo vẻ coi thường. Anh biết mình đã hoàn toàn bị thuốc khống chế, muốn tỉnh táo lại, nhưng không có cách nào chống cự cảm giác khô nóng mãnh liệt này được. Và lại cô gái này thật sự rất trẻ, non chanh hấp dẫn. Làn da mềm như nhung, đôi mắt mang dáng vẻ ngây thơ nhưng bướng bỉnh quật cường. Huy giải nụ hôn nóng bỏng vừa gặm vừa mút, vừa vuốt ve không ngừng cọ sát lên đôi môi mỏng của Nguyên. Từ đôi môi đỏ thắm phát ra âm thanh tức tưởi, nhưng mềm mại đến tận xương, trêu chọc lòng người. Tiếng gào khóc của cô gái càng khiến sức nóng trong anh phun trào như núi lửa. Anh xé nốt thứ vải còn lại bên dưới, mạnh mẽ đi vào. Nguyên đau đớn đến thấu tim gan, nước mắt cô trượt dài xuống gối, van xin gào thét nhưng anh ta không dừng lại. Sau những trận cuồng phong của người đàn ông đó trút lên người Nguyên, anh ta lăn ra ngủ say như chết, chỉ còn cô với bóng đêm câm lặng. Tiếng ồn ào náo nhiệt và chúc tụng vẫn rộn ràng ngoài kia. Nguyên gạt nước mắt, đứng lên vơ quần áo mặc tạm, rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tất cả mọi chuyện không nên để một ai biết. Mí mắt chậm chậm mở, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuyên qua cửa sổ. Huy chưa kịp thích nghi nên giơ tay che mắt lại. Cả người mỏi như tố cáo tối hôm qua mình đã làm cái gì. Huy nhìn xung quanh hốt hoảng bật dậy. Trên tờ đáp giường màu sữa, một đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Huy ôm đầu đau như búa bổ. Anh đã lấy lần đầu tiên của một cô gái, giờ lại không thể nhớ là ai. Hậu quả của một đêm quá tối và quá nhiều rượu, lại còn chất kích thích. Anh nhặt quần áo lên, khựng lại khi thấy một chiếc mặt ngọc rơi bên gối. Cái này hẳn là của cô gái đêm qua bị rơi xuống, lúc vật lộn cầu xin anh tha thứ. Mặt ngọc này rất quen. Anh nắm nó trong lòng bàn tay, rồi cho vào chỗ sâu nhất của ví. Cô gái đó dung mạo như thế nào anh không thấy rõ. Đã không cách nào miêu tả được dáng vẻ tỉ mỉ của cô ấy. Chỉ nhớ mang máng khi cô ở dưới thân anh, thì sẽ dùng tay ôm chặt lấy anh. Đôi mắt sạch sẽ tinh khiết hiện lên một tầng nước mỏng ai oán. Đó cũng là năm đầu tiên anh tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Và đó cũng là năm đầu tiên anh biết đến hương vị của một cô gái là gì. Chỉ tiếc sau này anh vùi mình trong những bữa tiệc của giới kinh doanh. Đàn bà phụ nữ là phần thưởng, là hợp đồng. Chuyện ấy diễn ra như một trò giải trí thường nhật, chẳng còn ý nghĩa và cảm xúc. Anh cũng không tìm ra cô gái lần đầu tiên là ai, và cũng trôi vào quên lãng. Cho đến sau này khi gặp lại và phát sinh quan hệ với Nguyên, mới có cảm giác nồng nhiệt như cái đêm đầu tiên đó. Chắc chắn mặt ngọc là của sợi dây cô ấy đeo trong cái đêm ở Ending Pool anh đã nhìn thấy. Chỉ có cô ấy mới cho anh cảm giác nồng nhiệt, sôi trào như vậy. Mặt trời chiều ngả về Tây, tiếng huyên náo của buổi chợ phiên rộn ràng khắp vùng quê nhỏ yên bình. Nguyên thu dọn mấy cây giống ế ẩm cho vào thùng xốp ôm về nhà. Vùng quê này ít người mua giống cây mới, canh tác trồng trọt là nghề nghiệp của người dân, cho nên ngày nào cô cũng mang ra chợ rồi lại mang về. Mỗi ngày bán được vài cây đã là rất may mắn. Nguyên vừa đi vừa nghĩ, có khi phải nghĩ đến bán một mặt hàng khác. Niềm đam mê trồng trọt chỉ là phụ thêm. Về đến ngõ, thấy chiếc xe màu đen đỗ ở cổng, Nguyên giật mình vội quay đi. Cô giấu thùng xốp vào bụi cây rồi ra dãy. Hẳn là bác Hồng Anh lại lên thăm mẹ. Cô sợ đi cùng bác ấy lại có thêm con trai. Cô và anh ta chỉ cần nhìn thấy nhau đã có chút không bình thường, khó lòng mà qua mắt được người lớn. Huy chờ mãi trong nhà, ánh dương buổi chiều đã nhuộm đỏ con núi xa xa, nhưng chưa thấy bóng Nguyên về. Anh vô cùng sốt ruột, nghĩ đến cô ấy thấy mình ở đâu tránh như tránh tà ở đó, tâm trạng càng buồn bực hơn. Bà Lý nhìn thanh niên ngồi chưa ấm chỗ đã đứng đi ra sân, rồi lại quay trở vào, đoán biết không thể chờ nổi con gái mình. Con Nguyên nó thích trồng cây lắm, cậu thử lên dãy coi nó có ngoài đó không, chứ giờ này là tan chợ lâu rồi. Bác chỉ đường cho con được không? Cậu đi thẳng hết ngõ này rồi quẹo trái, ô dãy thứ tư là của nhà bác. Huy chợt trách mình, đi một cái ô tô to như vậy hẳn là không thể giấu được tung tích. Anh men theo con đường nhỏ xa dãy, chưa đến ô ruộng thứ ba đã nhìn thấy bóng cô ấy xa xa.
Huy thở phào cuối cùng cũng gặp. Nguyên. Tiếng gọi của Huy như người đã cách trở mấy kiếp mới gặp. Như thể đã lâu lắm rồi không được gọi tên một người yêu dấu. Nhưng lọt vào tai Nguyên lại là âm thanh loảng xoảng khiến tâm hồn cô hoảng loạn. Cô ngồi ở góc vườn, mái tóc đen nhánh khẽ che lấy gương mặt xanh xao, nhìn không ra dáng vẻ, chỉ còn dư lại một đôi mắt màu hổ phách đang sợ hãi nhìn anh. Trái tim Huy đập đến phát nghẹn. Cuộc đời đã đày đọa và tàn phá cô ấy trong hầm trồng cần, đến nỗi khi bước ra cô ấy trở thành một người khác, như đóa hoa lê vũ đóa bị vùi dập, khiến anh không thể nào nhận ra dáng vẻ non tơ mềm mại trong cái đêm sinh nhật ấy. Huy chợt thấy thương, rất thương Nguyên bị mình lợi dụng và khinh thường. Quan hệ xác thịt hai lần, nhưng cả hai lần đó anh đều không biết đến nâng niu và trân trọng, không hề để tâm đến cảm giác của cô ấy, chỉ thỏa mãn thú vui của mình. Giọng Huy khản đi. Nguyên, anh xin lỗi. Anh có lỗi gì mà xin, tôi không dám quở trách gì anh cả. Nguyên, không phải. Anh xin lỗi, vì năm đó đã không nhận ra em. Anh bị bỏ thuốc, anh say nên không biết. Sau này lại làm tổn thương em. Anh không biết làm sao để được em tha thứ bây giờ. Chuyện đó đã mấy chục năm rồi, tôi cũng quên. Anh cũng không cần ai nấy. Nguyên, anh nhận ra cảm xúc với em không phải là xác thịt. Cho anh một cơ hội. Xin em, anh đã giữ mặt ngọc của sợi dây bao nhiêu năm. Sau đêm đó anh đã tìm cô gái ấy là ai, nhưng không thể tìm được. Em không tin sao, mặt ngọc ở đây. Huy mở ví, lấy mặt ngọc của sợi dây. Mặt ngọc đặt trong lòng bàn tay sáng lên trong khung cảnh nhập nhoạng của buổi hoàng hôn. Nguyên nhìn đăm đăm vào mặt ngọc, cảm xúc dâng trào. Lúc trước, dõi theo anh từ xa đã rất ngưỡng mộ tài năng kinh doanh của anh. Muốn anh biết được mình đã dành cho anh điều tốt đẹp nhất của đời con gái. Nhưng sau khi những chuyện đó xảy ra thì cô không còn nữa. Chỉ muốn tai nạn đó mãi mãi chôn vùi. Cô thở dài quay đi, không biết đối diện với tình cảnh lúc này thế nào. Huy đuổi theo, nắm tay Nguyên kéo lại. Nguyên, cho anh một cơ hội. Xin em cho anh một cơ hội để chứng minh. Chứng minh cái gì? Chứng minh anh yêu em là thật, không phải anh chơi bời trăng hoa. Từ cái đêm đó ở Ending Pool, anh đã không động đến một ai khác kể cả Ngân. Cô ta cười trước mặt anh nhưng anh không có cảm xúc. Nguyên giật mạnh tay ra cười khẩy. Thật vậy sao? Không có cảm xúc với ai? Vậy tại sao anh làm nhục Tràng Khanh đêm hôm đó? Để cậu ấy suýt bị đâm chết hả? Huy không biết giải thích thế nào, cứ vội vàng luẩn quẩn chạy theo chắn trước mặt Nguyên. Nguyên, giờ em bắt anh làm gì anh cũng làm. Lì lợm tránh ra nhanh, anh không tránh. Tôi không rảnh như anh. Tránh ra cho tôi còn kiếm tiền. Công tử nhà giàu thừa tiền về mà đếm đi. Mắt Huy lóe sáng, anh dừng lại. Cô ấy nói phải kiếm tiền ư, anh gọi với theo. Nguyên, anh về nhà đếm tiền đây. Anh đếm xong lại qua nhé. Huy lên xe sung sướng gọi điện thoại cho tổ tư vấn. Cô ấy cần tiền, rất cần tiền, nhưng chỉ nhận tiền của sức lao động. Cái này dễ thôi, anh làm phút mốt. Nguyên hì hục trồng cây vào các chậu nhỏ, tỉa lá, bón phân vào gốc, rồi phủ đá răm lên. Sau đó lại kiểm tra tưới tiêu cho kho nấm. Dạo gần đây, cô theo hướng dẫn của Trà Khanh, tập tành mở shop bán cây cảnh online. Có Trà Khanh quảng cáo giúp trên các nền tảng mạng xã hội, bán được khá nhiều. Cô ghi chép vào cuốn sổ tay. Hôm nay có một đơn hàng ở quận 9, lại có một đơn tận quận 4, một đơn vị cho một công ty ở quận 1 với 100 cây. Nguyên khuân vác hết số cây bày đầy sảnh công ty nọ. Thấy nhân viên xôn xao hào hứng với cây trồng mới cảm thấy vui lây. Nguyên lẩm bẩm giá. Chuyến này cô lời to rồi. Khách không cần hỏi giá, 100 ngàn một cây. Vị trí cô được gần 100 triệu. Xếp mình dạo này làm sao ấy nhỉ? Đến đi bất thình lình hết hồn. Tự dưng lại mua cây tặng nhân viên. Có điểm gì không, tao sợ quá. Tuần trước xếp đã mua một đống bày đầy phòng rồi, nay lại mua tiếp. Vào phòng không còn chỗ đặt chân, chắc muốn gần thiên nhiên. Người ta sống ở Tây không chịu được bê tông cốt thép đâu mày. Không phải đâu. Nguồn tin thân cận cho biết, người yêu xếp thích làm nông nghiệp cho nên xếp mua cây đấy. Khiếp. Làm như ngôn lù không bằng. Người yêu xếp trồng lúa thì xếp lao xuống ruộng cày à? Nghe cái câu sống ở Tây, Nguyên chợt nhớ đến cái tên mắc dịch kia. Từ hôm lên thăm cô đến giờ đã 2 tuần không có một tin nhắn của gọi hỏi thăm. Đúng là chị Nhạn Phương nói rất đúng.
tin lời đàn ông thì dưa leo cũng biến thành chó. Nguyên định mang mấy cây còn sót lại không ai lấy đi về, thì bảo vệ tất tả đi đến. Hai cây đó đặt trong phòng tổng giám đốc. Anh ấy nói cô phải đích thân mang vào, còn chọn chỗ phong thủy. Nguyên bấm bụng đi theo bảo vệ lên tầng 10. Bảo vệ gõ một tiếng, rồi đẩy cô vào đóng cửa lại. Phòng làm việc rất lớn nhưng không có ai. Nguyên nhìn quanh căn phòng thấy những chậu cây phủ kín căn phòng trông rất quen. Cô há miệng ngạc nhiên, những chậu cây này là của cô bán trong 2 tuần qua. Các khách hàng khác nhau, chẳng lẽ mấy chục khách hàng đều chỉ làm việc trong một phòng này hay sao? Nguyên bỗng thấy linh cảm chẳng lành, chạy lại bàn máy tính thấy chậu cây hình trái tim. Cô nhìn sang bên cạnh là khung hình của cô cười rất tươi. Màn hình máy tính cũng là hình của cô được lồng ghép vào hình của Huy, tìm bày tứ phía. Cô nhận ra kế của anh ta cười khẩy, hài lúa hết sức. Ai nói anh ta sống bên Tây vậy, trình độ công nghệ và thẩm mỹ quá tồi. Huy ở cách một cánh cửa nhìn ra, anh cảm thấy mình như một kẻ rình mò, thông qua lăng kính nhìn thấy hết một phần thế giới đó. Sự chín chắn lý trí của cô, sự dịu dàng ngây ngang của cô, sự ương bướng tùy tiện của cô. Anh hoàn toàn bị cô thu hút, hết sức mặt dày âm thầm theo đuổi thẳng thừng. Vậy mà Nguyên chẳng mảy may xúc động. Cô gái này có phải hóa đá vì những tháng ngày chồng cần cực khổ rồi không? Em nhìn cái gì đấy? Nguyên giật mình quay ra lạnh lùng nói. Tôi đã bê cây lên rồi. Để ở bộ cửa sổ, anh cứ chuyển tiền qua tài khoản cũ chào anh. Khoan đã, vội vàng thế làm gì? Cây này đặt đây không phong thủy, anh muốn đặt chỗ khác. Anh muốn đặt chỗ nào là tùy anh. Tôi bán rồi quyền của khách. Huy chắn trước người Nguyên. Anh không am hiểu phong thủy. Anh không am hiểu, sao biết nó đặt đó không phong thủy? Huy cứng họng không thể đối đáp lại, vội vàng nắm tay Nguyên. Nguyên, đừng đi, cho anh nói đúng một câu. Nguyên giật mạnh tay ra. Có gì anh nói đi. Đừng có động một tí là nắm tay nắm chân tôi. Nguyên, mình yêu nhau đi. Anh Huy, tôi nói một lần rồi anh không hiểu à? Quanh anh đầy gái đẹp sao cứ phải dây dưa với tôi vậy? Lớn rồi không cần chịu trách nhiệm với tôi. Nguyên, không phải đâu, anh nghiêm túc. Nguyên không nói gì, thở dài mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở, thấy các nhân viên đã cầm sticker, cờ hoa, bóng bay rạng rỡ. Nguyên, anh yêu em. Nguyên, lấy anh nhé. Nguyên, em là thiên thần của đời anh. Nguyên ngán ngẩm đưa tay bóp trán. Cô không nghĩ anh ta lại có thể ấu trĩ tắc kẻ hoa thế này. Anh ta dám để cô vào thế đã rồi sao? Nguyên quay lại, nhìn thấy Huy đang ôm bó hồng đỏ rất nghiêm túc nhìn cô cười. Cô nhận bó hoa hồng quay về phía các nhân viên, cố nặn ra một nụ cười thân thiện. Cảm ơn tất cả mọi người. Cô vào phòng đóng cửa lại, mắt sắc như dao ấn mạnh bó hoa vào người Huy. Anh đừng tưởng làm vậy là tôi đồng ý. Già đầu như con nít. Nguyên bực bội mở cửa đi thẳng ra ngoài. Huy đứng như phỗng nhìn theo không hiểu tại sao mình đã làm hết mọi cách mà Nguyên vẫn cứng như đá. Anh thở dài quay vào bàn chán nản ngửa đầu ra sau ghế ra. Chẳng lẽ trên đời này có một người con gái vô tình vậy sao? Bà Hồng Anh đi vào, nhìn đống cây cảnh lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là đỏ bạc đen tình nhỉ. Lô đất còn nhắm để đấu thầu đã được nhà nước nhìn chúng. Sắp tới sẽ giao cho sở kế hoạch đầu tư. Giá sẽ lên gấp 5 lần là ít đó con trai. Vâng. Huy thở ơ đáp lại. Làm cái gì mà Nam Nhi lại chùn bước nhanh vậy hả? Đứng dậy đi phải có kế hoạch chứ. Huy ngạc nhiên ngồi thẳng dậy mở to mắt nhìn mẹ. Anh không thể tin nổi mẹ chấp nhận để mình theo đuổi Nguyên. Chả khanh môn đăng hộ đối như vậy mà mẹ còn phản đối lên phản đối xuống. Bà Hồng Anh có vẻ đoán được suy nghĩ của con trai cười đáp. Con bé Nguyên là con của bạn thân mẹ. Chẳng lẽ mẹ lại ngăn cấm? Hơn nữa nó cũng là một đứa hiểu chuyện có lòng tự trọng mà lại chăm chỉ làm lụng. Sau này về còn đỡ đần được chồng kinh doanh. Chọn vợ một là chọn hậu phương vững chắc. Để mình còn vững tâm lo cho chồng, lo công việc bên ngoài. Hai là phải chọn một đứa biết tính toán và mạnh mẽ, còn sát cánh với mình trên thương trường. Nghe nói con bé còn mạnh dạn cầm cố cả sổ đỏ ở quê để thuê đất canh tác nấm và rau sạch. Kinh doanh mảng đó ở thời điểm này là thông minh đấy. Mẹ, nhưng cô ấy tự ti với con. Ô, thế mày không biết cách tranh thủ tình thương à? Gần 30 tuổi rồi còn phải hỏi. Ổn định nhanh lên đi, đừng có lông ba lông bông suốt ngày 3-4 nữa. Huy vội cầm chìa khóa xe trên bàn đi xuống sảnh. Mẹ nói đúng.
Phải ổn định càng nhanh càng tốt. Làm thế nào để Nguyên có thể rủ lòng thương mình bây giờ? Mình vừa nhiều tiền lại còn đẹp trai, không thiếu thứ gì, có thể lấy cái gì để cô ấy thương? Nguyên ngồi bó gối trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ lại chuyện hôm qua mình từ chối Huy, cảm thấy vừa áy náy vừa hụt hẫng. Cô nửa muốn đón nhận, nửa muốn chối từ tình cảm của anh. Nói cô không xúc động là giả. Đời người con gái có mấy ai không ước mơ một hoàng tử đến với mình. Nhưng cô tự ti, hai người là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Có thể hôm nay ta yêu nhưng ngày mai sẽ khác. Có thể yêu nhau sẽ không nhận được sự đồng thuận của người lớn. Trên hết cô chưa thể tin tưởng vào tình cảm của một anh chàng phong lưu trao cho mình. Anh ta không có gì là vững chắc cả. Nguyên đứng dậy sắp xếp những cái cây trong phòng thì điện thoại réo ầm ĩ, là Trà Khanh. Cô vừa đưa lên tai nghe chưa hết câu đầu tiên mặt đã tái nhợt đi, vội chạy ra khỏi phòng. Trà Khanh, Việt, Nhạn Phương đã chờ ngoài phòng bệnh. Nguyên đã sắp khóc đến nơi rồi, hoảng hốt nắm lấy tay Phương. Chị ơi, anh ấy làm sao? Chẳng hiểu có chuyện gì mà nó phóng như chó dại đâm vào cột đèn nát đầu xe đang cấp cứu. Vào đi, có khi không tỉnh lại được đâu. Nguyên bàng hoàng, nát đầu xe ư, còn gì là người nữa? Có phải chiều nay cô từ chối nên anh ấy nghĩ quẩn? Nguyên nhìn Huy, mặt mày còn dính máu, áo rách quần tả tơi, nước mắt không nhịn được rơi dài trên má. Bây giờ cô mới hiểu rõ tình cảm của mình đối với anh như thế nào. Có một nỗi sợ hãi vô hình ập đến khi thấy anh chẳng còn vẻ tự tin oai phong cợt nhả như thường ngày nữa. Nguyên cứ ngồi cạnh giường bệnh mà khóc. Trà Khanh vỗ vai an ủi. Không sao đâu mà, cậu đừng khóc. Hôn mê cùng lắm thì mấy chục năm thôi, không chết được đâu. Mình có lỗi, chiều hôm qua mình tàn nhẫn với anh ấy. Nhạn Phương liếc sang thở dài thườn thượt. Đó, chị nói rồi, yêu thì yêu mà không yêu thì nói một điều cho xong. Như chị đi lại còn nhập nhằng làm gì? Thằng này nó đa tình vậy chứ, nó mềm như sợi bún. Hôm bữa còn chạy như ma đuổi đến đây, hỏi kê thuốc trừ sâu mà tao có bán cho đâu. Ta bán cho một lọ thuốc ngủ, chắc cũng làm vài viên rồi nên mới chạy xe như chó phải pháo. Bây giờ mạng còn không biết giữ được hay không. Người ta nói phải có ý niệm, phải có mục tiêu sống thì mới nhanh tỉnh lại được. Giờ nó tỉnh có làm gì đâu, cô có thương tiếc mà chăm sóc nó đâu. Nguyên nghe được vậy lại càng khóc to hơn. Chị đừng nói vậy, chỉ cần anh ấy tỉnh lại thôi, làm gì em cũng làm. Nói thì giữ lời đấy. Nó tỉnh lại lo mà yêu thương nhau vào, chứ hai bữa lại một trận tai nạn thế này tôi chết mất. Chạy ngược chạy xuôi đi mượn phòng của bệnh viện, thanh tra mà biết được thì to cái chức trưởng khoa. Trời ơi, hỏi thế gian tình là cái chi, để các em tôi hóa điên hết rồi. Nguyên sụt sùi chẳng tâm trí nào mà nghe được chị Phương cằn nhằn nữa. Cô cầm tay Huy áp vào má, nước mắt đã phủ đầy tay anh. Em xin lỗi, anh tỉnh lại được không? Em chấp nhận tình cảm của anh, không lấy nhau cũng được. Em chấp nhận tình cảm của anh, không lấy nhau cũng được. Em không dám đến với anh vì em phận thấp kém, không nghề nghiệp, làm nhà nghèo chứ không phải em ghét bỏ. Làm sao mà thấp kém, chỉ có em ngốc mới nghĩ vậy. Nguyên giật mình, giọng nói quen thuộc này phát ra từ đâu? Cô ngẩng lên nhìn, Huy mở mắt cười toe, cô ngừng khóc. Nhìn mấy người xung quanh đang nghe răng cười, gần giọng cảm thấy máu nóng của mình đang trực ộc ra ngoài. Mấy người quá đáng vừa thôi, còn anh nữa. Anh xem tôi là trò đùa phải không, anh chết với tôi. Nguyên muốn giết người ngay bây giờ, cô đứng phát dậy. Nhưng Huy đã nhanh tay kéo đổ vào người mình ôm chặt không buông. Nguyên, anh xin lỗi, vì anh muốn em nói ra. Anh bỏ tôi ra, cút ngay. Anh thích đùa thế nào thì đùa hả? Sao anh không chết đi cho khuất mắt hả? Nguyên, không phải anh đùa. Anh đâm xe vào cột thật nhưng không đến mức đó. Anh chết làm sao mà nhận được lời đồng ý của em? Tại bà Phương bái bày cho anh, không phải lỗi tại anh. Mặt Nguyên đỏ bừng, cô xấu hổ muốn chết. Quay sang bên cạnh tính chửi Nhạn Phương và Trà Khanh. Chị Phương. Nhưng không còn một bóng ai. Mấy người kia cảm thấy núi lửa đang phun trào đã chạy mất dép. Nguyên, vì nó đặt máy quay lại rồi. Em mà lật lọng thì ngày mai anh tung clip lên mạng. Anh, cái loại anh dám răng bẫy tôi hả? Anh chết luôn đi này. Nguyên rút mạnh gối kê đầu của Huy phang lia lịa vào người anh. Nguyên dừng lại, anh thề anh bị tai nạn là thật. Em nhìn những vết thương trên mặt và tay anh đi. Xem đây này, chảy máu hết rồi, em còn không thương.
Nguyên bấy giờ mới nhìn kỹ. Đúng là Huy mặt và tay anh có mấy vết xước dài. Cô thở dài dịu giọng xuống. Anh chạy xe kiểu gì vậy? Một người kinh doanh mà nóng vội vậy thì làm ăn sao? Chỉ nóng vì em, các chuyện khác anh vẫn bình chân như vậy. Cô nguýt dài đã bị thương rồi, mồm còn dẻo quẹo. Cô vừa tức vừa giận, còn có phần ấm ức. Sự kiềm chế và bình tĩnh của cô đã sụp đổ trong khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh. Vậy mà còn dám lừa gạt cô. Huy ôm Nguyên, ánh mắt anh sáng ngời nhìn người con gái trong lòng đỏ mặt. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Cho anh xin lỗi, anh yêu em là thật. Cho anh cơ hội chứng tỏ tình yêu với em được không? Sau này anh không được làm ba cái trò này nữa. Anh muốn tôi đau tim mà chết hả? Vậy thì sau này ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh nhé. Nguyên không trả lời, chỉ tủm tỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt cô như dòng nước lấp lánh, như sương mù bao phủ toàn bộ trái tim anh. Gò má xinh đẹp mang theo chút men tình ngà ngà ửng hồng lên. Huy cúi xuống ngửi mùi thơm ngát trên mái tóc dài, dịu dàng cướp nụ cười trên môi Nguyên. Nụ hôn của lần đầu tiên đồng thuận, lần đầu tiên tự nguyện trao gửi trái tim, miết mài mềm mại ấm áp. Nụ hôn đoạt hồn của đối phương e ấp mà mãnh liệt, ngọt ngào hương vị của lần đầu tiên xác định rõ đối phương trong tim mình. Những ngón tay gầy của Nguyên bám vào áo Huy để anh luồn vào mái tóc đen mềm như mây. Chỉ một nụ hôn khi hai đôi môi kề sát giao hòa lẫn nhau. Nụ hôn đơn thuần nhất, nụ hôn chân quý nhất, nhưng khiến toàn thân run rẩy không cách nào hít thở. Mùi thuốc khử trùng đáng ghét trong bệnh viện dần dần bị mùi thơm ngát sạch sẽ nhàn nhạt trên người Nguyên cuốn đi hết. Chỉ còn mùi hương nhẹ nhàng của tình yêu. Nắng chiều dần dần hạ xuống rọi vào ô cửa sổ. Con đường trải đá chiếu bóng dài trong hoàng hôn trải dài mãi. Có vẻ như là cho cả một đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11. Cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cho anh một cơ hội của tác giả Miên Lam. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.